Đen ơi Đen, bới mày Đen. Ủa Đen tôi đâu rồi trời? Nó đi cắt lúa từ sáng đến giờ mà giờ này chưa về nữa. Bà con cô bác rồi đó là đi về hết trơn rồi, không biết nó ở đâu nữa. Bà con cô bác này có thấy Đen tôi đâu không? Đen ơi Đen, Đen à Đen. Đâu mày đang đâu? Đâu đâu ơi đâu? Ủa trời ơi đâu? Chú Tư tám gì đó, gặp mày tao bực cực chết luôn rồi đó. Ủa chú Kiếm Ngon có chuyện gì không? Có sao không có? Vụ gì? Tôi nói mày nghe, mới sáng này con vợ qua nhà tao gặp tao, nói chú Tư khỏe chú Tư. Tao nói khỏe, quay làm gì? Nói chú Tư cho mượn cái bao. À, chú có cho nó mượn không? Có chứ. Tôi nói rồi mày chạy xuống rồi sao mà lấy đi? Nó chạy cái ào xuống lấy, đi ngang tao cầm cái bao lên. Tôi nói, ủa mày cầm cái bao lúa giống của tao rồi mày lấy cái bao lúa giống mày bỏ đâu? Nó trả lời sao không? Nó nói là lúa giống đổ trong đống cháu á. Hả? Trời đất ơi, nó lấy cái bao lúa giống của chú Tư, nó đổ ra đống cháu rồi nó lấy cái bao về nó mua gạo gì đó. Trời đất ơi, xong vợ con tệ quá vậy? Tệ thì bực mình gần chết luôn mà coi vợ vậy rồi chứ. Mày nghĩ coi lúa với cháu mà lẫn lộn nha, thôi lựa từng hộp thôi. Vậy chú thở thành nàng tống. Con xin lỗi chú Tư nha, để con về con dạy vợ. Xin lỗi vợ, mày coi vợ vậy mày bực mình quá trời đất luôn. Ủa chị Đạt, trời đất ơi, chị Đạt ơi, chị Đạt mà chị ăn mặc gì kỳ vậy chị Đạt? Mặc đồ anh coi vậy? Coi cái phải bộ đồ này có vợ không? Đi, đúng rồi, đồ của vợ tôi. Ủa sao đồ vợ tôi chị giữ? Thì đó, bà chị mới nói hồi sáng này đi cắt lúa nè, trưa trời nắng quá chị em rủ nhau xuống ao tắm. Bà tắm mấy lần trước bà sân xà sân sát cái bà lấy bộ đồ của em á mặc. Thì bà nghe đẹp bà đi mất tiêu à, bỏ bộ đồ lại á. Trời ơi, đồ bà sao mặc bà đâu mà mặc đồ chị? Ê mà sao chị không mặc đồ bả đi? Nhỏ xíu không sao em mà. Trời làm ơn anh nói chị Đen trả lại bộ đồ em đi chứ. Sáng em đi cắt lúa mặc đồ khác, giờ về ăn mặc gì nè, chồng em đánh em nâu mắt ra. Thôi anh xin lỗi, em xin lỗi để em về em nói vợ tôi. Đậu ơi, cái gì đó đậu đây? Ơi trời ơi đậu ơi. À, đậu ơi anh hai. À, ê, về chở ông già tía mày đi bệnh viện cấp cứu đi. Ủa tía con bị gì vô bệnh viện? Tía mày không bị, coi chừng con vợ mày làm cho tía mày bị. Ủa vợ con sao? Sáng sớm qua nhà tao nhờ cho tao đông giùm cho ăn chai rượu. Dạ. Tao đang lui cui ở dưới bếp tao đông rượu cho nó. Ở ngoài đường người ta đang đánh lộn. Hả? Ừ rần rần cái gì đó không biết nữa, cái nó te rẹt nó chạy ra đi coi đánh lộn. Chơi mẹ nó cái chai nước tương về. Hả? Nó lấy chai nước tương về? Ừ. Còn chai rượu đâu? Nè. Hả? Đó bây giờ tao mới qua đây tao coi cái tình hình ông già tía mày mà lỡ mà quất cái chai nước tương rồi là phải đưa ông bệnh viện tức khắc ha. Trời đất ơi, vì chai nước tương rồi là chết rồi. Ông già con muốn chai nước tương thì là chết. Thì bây giờ qua coi. Xin lỗi. Xin lỗi đi. Đậu ơi. Ủa chú Út, có chuyện gì chú Út? Chú Út thì mày. Vợ mày nên lắm. Trời ơi, thấy không? Trời lần đầu tiên mới nghe ông này nói vợ nên là sao? Ít nhất vợ con cũng có nên cái với bộ. Tao quý vợ nó nên cái chỗ mà vợ mày đi cắt lúa phải không? Dạ. Xách lưỡi liềm ra đồng cắt lúa, ghé nhà vợ tao nhiều chuyện, bỏ quên cây lưỡi liềm. Hả? Tao hỏi mày ra đồng mà cắt lúa không có lưỡi liềm sao cắt? Tao thấy vậy tao chạy theo tao đưa cho nó. Mày nghĩ là nó đi te lẹt, nó đi nó chạy không à? Cái đường mương người ta ba thước như vậy, có cái đường nhỏ nhỏ đi qua vậy nó không đi. Nó phóng qua một cái rẹt. Tao thấy vậy tao bay theo nó làm một cái bẹp. Tao nghe một cái tẹt. Tẹt quần rồi. Trời ơi, con xin lỗi chú Út, để con về dạ anh vợ lại. Giờ chú Út cho con cái. Trời ơi, dạ con thay mặt vợ con xin lỗi chú hai. Thôi, đừng xin lỗi nữa. Thiệt là vợ mày tệ quá trời, hết nói nổi rồi. Dạ cho con xin lỗi. Vợ mày xưa nay tệ nhất sớm ai mà không biết. Đàn bà con gái không có ai á, mà tệ bả hết á. Đúng rồi đó. Dạ. Có vợ như là mày à, tao thà chết sống mà làm chi. Dạ xin lỗi mấy chú vậy. Trong vùng xưa nay ai cũng cười chê vợ của mày. Chê vợ của mày. Nó là con Đen. Vợ thằng đậu bây giờ nó nổi danh. Bây giờ nó nổi danh. Vợ mày hư hỏng xài da quấy. Đều nghe cậu nói. Tệ hơn vợ mày. Vợ thằng đậu không còn tệ hơn. Không giống ai tệ hơn. Mày giận cái gì đâu? Đừng giận con. Trời ơi. Đậu, đậu. Vợ ơi là vợ. Tí ơi, chai rượu của tía nè, tía kêu con mua cho tía nè. Đi đâu rồi ta? Nhà cửa gì mà trống trơn à? Không có thấy ai hết. Tôi nói mà cái nhà này mà không có tôi là cha con nó chả làm gì được luôn. Bực lắm rồi đó. Đen ơi Đen.
Trời ơi, con đẹp nó kiếm mày quá trời kìa. Nó nói à, mày lấy cái bộ đồ của nó mặc về nhà hả, chồng nó la nó quá trời luôn đó. Ê, thôi nghe, đừng có thấy tôi rồi nói sao nói nha. Tôi nói thiệt chứ mấy người trong mắt khùng dữ mà mặc đồ của mấy người đâu. Đồ của tôi là tôi mặc thôi. Ý, chết cha rồi. Đồ của ai vậy ta? Không lẽ người ta nói đúng sao ta? Xin lỗi nghe, để tôi vô tôi tắm xong rồi tôi ra tôi trả cho chị nghe. Đợi tôi nghe. Mới nghe giọng nó ông ống đây đâu ạ? Vợ ông đậu về hả bay? Đen à? Đố tí con đang ở đâu? Trời đất ơi, mày còn đi đố tao hả? Mày đang tắm phải không? Sao tôi biết? Thì sao không biết? Nghe tiếng mày sùm ở trong nhà tắm mà mày tắm ở trong chứ đâu? Ê, tí rình con phải không? Rình bà nội với mày. Con gì đó mà vô duyên vô dùng, không có duyên dùng gì hết trơn á trời. Ai rình mày làm gì? Thế sao tôi biết con tắm? Tao đã nói rồi, mày ở trong nhà tắm rồi, mày không ở nhà tắm mày la ở trong làm gì? Tắm lẹ lẹ ra biểu coi. Tắm thì phải từ từ chứ tí. Tắm là phải xối nước. Xối nước xong rồi kỳ. Kỳ xong rồi xối nước. Trời ơi, tắm nó cũng phải có quá trình chứ. Tắm mà làm gì có chuyện quá trình thì làm sao mà sạch. Tắm chứ làm như là đi chạy giặt vậy đó. Ý, chết cha rồi tí ơi. Gì mày? Con quên lấy cái khăn rồi. Quên lấy khăn rồi sao? Mà biết mà còn hỏi nữa trời. Thì lấy giùm tôi chứ làm sao? Trời. Công nhận con này con gái có nết thiệt. Riết hồi tôi không biết là tôi là rể nó hay nó dâu tôi nữa. Khăn đi tắm là phải lo khăn đồ này nọ cho nó đàng hoàng. Con gái con lứa gì có cái căn con cũng căn nhằn. Tao đưa đây. Ngu gì? Mày mà chậm tay thấy bà mày luôn. Tao cho mày ở trống luôn. Không có tao ở nhà ai lấy khăn cho mày? Thằng Đậu. Rồi không có thằng Đậu ở nhà vậy rồi ai lấy? Thì tôi đứng ở trong này luôn. Tôi khỏi ra. Tôi không nấu cơm coi thử đứa nào đói cho biết à. Bà nấu cha mà nói riết hồi cái mày coi đứa này đứa kia không hả? Ra đi biểu coi. Có gì từ từ đi. Bực bội quá à. Đang thay cái áo của ông xong nữa à. Bởi vì tôi nói cái nhà này tôi bực bội lắm rồi đó. Vậy đó vậy. Hết cha tôi con. Tự bà tạo ra rồi bà kêu bà bực bội vậy thôi. Chứ không ai làm gì bà. Vậy chứ tao biểu mày mua chai rượu cho tao đâu? Trên bàn đó. Trời ơi, bữa nay còn mua rượu thuốc cho tao nữa. Tao nói thiệt mày, tao không ngờ. Mày nhắm coi cái thính giác mày còn không? Ê, chết rồi, tí ơi, xì dầu. Hay quá hả, biểu mày mua rượu mày cũng giác chai xì dầu về là sao? Không phải, hồi sáng con qua nhà chú hai xong rồi. Mà tự nhiên người ta quýnh lộn dữ quá nên con sợ. Con chạy, con lấy cái này con chạy. Thiệt mày, hết nói nổi mày rồi. Thằng Đậu đâu? Nó nhậu ở ngoài kia kìa. Sao mày là vợ nó? Mấy tháng này đó nghe, tao thấy nó ăn nhậu hoài đó. Mày là đáng lý là mày vợ nó, mày phải khuyên lơn nó. Mày phải dạy dỗ nó chứ sao mày rần rần mà mày im ru vậy hả? Tía nó cười quá, nó nhậu thì mắc mới vậy con. Mày sao? Nói lạ đó, mày là vợ nó, mày phải lo chứ, mày phải dạy dỗ nó chứ con. Tía nó cười quá, nó là con của tía chứ đâu phải con của con đâu. Vậy thì tía cho nó là con của con đi, con dạy cho nó coi. Tao nói chuyện với mày, tao tức chết ra mày biết không? Hơi sức đâu mà tức người dân tía ơi. Mày nói cái gì kỳ vậy đen? Hả? Chứ không phải sao, con với tía có bà con gì đâu. Thằng Đậu nó mới là con của tía, còn con chỉ là con dâu của tía thôi. Mày nói vậy mày không sợ người ta cười? Thằng Đậu nó là con của tao à, mày lấy nó, mày là dâu tao cũng như con của tao rồi. Tía nó cười quá. Đúng mà, tao nói thiệt là dâu với con nó làm tôi tức chết. Thời gì đâu mà hết biết, biết rồi sống việc ai cũng cười chê. Tôi đây xấu hổ vô cùng. Tía ơi đừng có xấu hổ mà gì, xóm này đâu phải nói con ngu mà họ chỉ đồn là con rất tệ nên họ nói là tệ hơn vợ Đậu thôi. Tệ
còn hơn là ngu với khờ. Mày còn đứng đó mà đôi co hả mày? Nói chuyện cho vui chứ gây với tiếng làm gì? Bộ tí là đàn bà hay sao? Ôi kìa. Chứ không phải sao? Đàn bà mới gây lộn với nhau, còn tía là đàn ông. Tự nhiên tía gây với con rồi người ta tưởng đâu là con nhìn vô ăn hiếp tía nữa. Kỳ lắm. Thôi tao bó tay mày luôn rồi. Tay chân con rất lành lặn luôn, tía khỏi sợ. À! Tía đừng. Đen ơi mày đâu rồi Đen ơi? Đậu cái gì vậy? Ơi Đen ơi mày đâu đậu rồi Đen? Mày xỉn rồi phải không Đậu? Mày xỉn rồi, mày ngồi xuống đây đi. Tao đã nói với mày rồi. Tao nói với mày rồi, mày đừng có uống. Mày không biết uống thì mày kêu tao ra uống cho. Mày uống làm gì cho mày xỉn lung tung rồi mày nói lung tung. Rồi bà con cô bác thấy không? Có ai mà ngon như vợ tôi không? À, chồng mà đi nhậu thì thôi hả? Mà nhậu không nổi kêu nó ra nó nhậu giùm. Quá xa trời ngon rồi. Không ngon sao nổi tiếng mày. Ồ. Ê Đậu, mày làm gì á? Ôi mày đừng có ói ra, mày để tao lấy cái này cho mày ói nè. Chết trời, trời ơi uống chi mà ói dữ vậy. Vợ tôi nó ngon ghê không? Nó thấy chồng nó ói nó vô nó lấy bô ra cho ói. Nè mày ói vô đây. Hả? Trời ơi trời. Trời ơi Đen ơi Đen. Sao mày tệ quá trời vậy Đen ơi? Sao mày lấy cái tôi cho tao ơi? Làm chuyện gì coi cũng không xong, khiến cho tao đây xấu hổ vô cùng. Ai biết mày xấu hổ mà chi? Tao tệ ra sao? Mà mày cứ là tao. Mày kiếm chuyện tối ngày. Mày còn tệ tao. Trời ơi, nó nói tôi tệ rồi, mày ra đây, mày ra đây. Mày ra đây, tao sẽ cho mày biết là tao tệ hay mày tệ. Tao hỏi mày. Gì? Hồi sáng nay phải tiếc kêu mày đi mua rượu không? Có. Vậy chứ tao hỏi mày chai rượu đâu? Tao để trên bàn cho tí đó. Bà ơi, cái đó là chai nước tương, còn chai rượu nè bà. Tao quên bộ. Trời ơi, quên thì bà sớm xác bà nghe người ta có cái lỗ mà bà chạy ra, bà dứt chai nước tương, bà để chai rượu ở lại. Còn tôi hỏi bà, cái này phải bộ đồ của bà không? Đúng rồi, của tao ở đâu mày có vậy? Đó, bà đi tắm á, bà leo lên, bà dứt cái bộ đồ đẹp bà mặc vô, bà để cái bộ đồ của bà ở lại. Bà có thấy bà tệ không vậy bà Đen? Tao quên mà Đậu. Quên nữa? Ừ. Vậy tôi hỏi bà đi cắt lúa gì cái lưỡi liềm của bà đâu? Nè. Ủa đâu trong có trong tay mà vậy? Trời ơi, bà để quên nhà chú Út. Đi cắt lúa mà không đem lưỡi liềm sao bà cắt được? Tao quên Đậu. Cái gì mà cũng quên á. Trời ơi là trời, tôi khổ với bà này quá. Điều này chắc tôi chết cho rồi chứ sống gì nổi. Đậu, mày đừng có chết Đậu ơi. Mày chết không lẽ tao đi lấy chồng khác sao Đậu? Chắc không có thằng nào ngu như thằng này đâu. Không phải đâu. Trời ơi, ở trong xóm này trước tới giờ người ta nói mày khôn lắm, mà người ta cũng nói mày đẹp trai nữa. Thì bởi vậy tao mới thương mày đó Đen. Cái gì? Mày có biết là tao yêu mày, vậy mà mày cứ làm cho tao buồn hoài vậy Đen. Mày làm cho tao xấu hổ với bà con treo chồm sớm hoài vậy Đen. Đậu. Ừ. Sao hồi mới cưới mày nói với tao là mày vui lắm mà, mày thương tao lắm mà, sao bây giờ mày... Hồi đó khác, bây giờ khác. Hồi đó là chuyện ngày xưa kìa. Còn bây giờ thì... Bây giờ thì sao? Giờ thì đành phôi qua, theo tháng năm ấm mà thầm lứa qua. Vì Đen ngây thơ thớt à, nên xóm nhiều chê cười khinh rẻ, làm cho lòng tao đau. Tao ước mơ sao cho mày đừng vô tâm, mày sẽ là cô gái ngoan hiền lương, dễ thương dịu hiền, dối gian giống như người ta. Từ ngày về bên đây rồi. Trời ơi vui nhất đời. Mày biết nói vậy tại sao mày không để cho tao nở mày nở mặt với chồng sớm vậy? Tao biết nói sao đây cho mày hiểu lòng này. Từ khi hai đứa quen nhau cho đến ngày hôm nay, nói vui vơi dần nỗi buồn dần lên. Cả nhà mình vui, vui nhất là
Trời ơi, không biết kiếp trước tao có làm gì nên tội, mà giờ đây tao phải cưới nhầm con đen. Nó tệ ơi là tệ, nó làm cho tao xấu hổ với bà con lối xóm vô cùng. Mày biết không, người ta nói á, vợ thằng đâu nổi danh là tệ nhất trong vùng. Tao tưởng đâu á mày khù khờ vì mày nhỏ dại, chừng mày lớn khôn rồi á thì mày sẽ khôn ra. Ai có ngờ đâu cưới mày về đã được 3-4 năm hơn, mà càng lúc thì tao thấy mày, trời ơi mày tệ ơi là tệ. Tao thấy cuộc đời này có ý nghĩa chi đâu, khi bước ra đường là người ta che tránh. Mày trả lời tao nghe đi. Từ lâu nghe lời sớm câu chê cười, mà tao có về đâu mày lời nói chơi cầm đùa, làm cho lòng tao thêm khổ cũng chỉ vì thôi. Mày hứa từ nay sẽ không để ai cười chê, cớ sao bây giờ xôm làng người ta chê trách, để khi ra đường tao không dám nhìn mặt ai. Đậu ơi mày đừng có lo, từ nay tao hứa là tao sẽ thay đổi, sẽ làm cho mày hãnh diện với muôn người. Mày nói thiệt hả? Mày sẽ không còn bị hàng xóm chê cười, mỗi sáng ra đồng tao không có mê chơi nữa, về nhà tới nhà thì tao dọn dẹp trước sau. Mày hứa với tao nhiều lần lắm rồi đó. Tao cũng đâu có muốn mày giận tao đâu, tại vì cái tánh tao á xưa rày vẫn vậy. Mày biết vậy sao mày không thay đổi giùm tao đi? Nói mày đừng có nên giận lấy, mày nhậu hoài rồi sẽ bệnh cho con. Dạ. Bà làm gì bà? Tao nhổ tóc sau. Trời ơi, bà nhổ tóc sau người ta nhổ cộng là bà gì giật nguyên chùm vậy? Chứ mày không nghe bài hát kia sao? Hát gì? Ai biết mẹ buồn vui khi mẹ kêu cậu tới gần, tiểu cầu ngồi mẹ nhô tóc sâu, hai chị em giống hệt như nhau. Vì hai đứa mình là hai chị em á? Không có đâu, mày là chồng tao là vợ. Trời ơi, mày hứa với tao hoài mày có thay đổi gì đâu. Tao thấy mày hứa từ hồi năm ngoái cho tới năm nay á, tao thấy có thay đổi gì đâu. Thì tao hứa tao sẽ thay đổi mà đậu, sao mày la tao hoài á đậu? Đen. Vậy chắc có lẽ là tao với mày phải xa nhau một thời gian quá đen ơi. Mày cái gì đâu? Đen. Có gì đâu? Chỉ có xa nhau mới không làm cho hai đứa mình buồn khổ nữa. Thiệt vậy hả đậu? Xa nhau không có làm cho đậu buồn khổ nữa hả đậu? Bởi vậy thì đem phải hy sinh cho đậu hả? Vậy đem phải ra đi cho đậu vui hả đậu? Đen. Có gì rồi? Mình xa nhau một thời gian, đen có buồn không đen? Không. Đen có nhớ đậu không đen? Không. Sao đen vô tình vậy đen? Không. Trời ơi, tôi nói cái gì nó cũng không là sao vậy trời. Trời, tôi dùng tình cảm tôi nói chuyện với nó mà nó cũng không hiểu là sao. Trời ơi trời, vợ tôi nó ngu quá vậy trời. Có nghĩa là từ nãy tôi nói gì không hiểu gì trơn trời hả? Thì xa nhau mà làm cho đậu vui thì đen đi chứ. Chứ đen đứng đây là đậu buồn sao? Bây giờ đen đi liền cho đậu vui nè. Đi đâu? Đi nấu cơm. Bà đừng có nấu cơm, bà nấu cơm tới chiều tôi chưa có ăn nữa. Giờ nghe là tôi vô trong xách cái giỏ ra chợ mua cái món gì đó để ăn, lát nữa tôi có khách rồi tôi tới tôi đãi người ta. Vậy á, mày kêu tao đi chợ mua đồ về nấu cho mày nhậu, mày không có giận nữa phải không? Đậu nói thiệt phải không? Đậu thề đi. Rồi vậy đậu ở đây nha. Đen đi vô thay đồ rồi đi chợ mua đồ cho đậu nhậu nha. Đậu ở đây nha, đừng có đi nha, đừng giận Đen nữa nha. Yeah.
Trời ơi là trời, sao tôi còn vợ tôi khổ quá vậy trời ơi. Tôi chịu hết nổi với con nhỏ này luôn rồi. Đen ơi là Đen, sao nhà tắm rong vậy? Tía đâu rồi Đen? Tao đâu có biết đâu, tía đi tê rẹt ở đâu rồi? Trời ơi, ông già chồng nó nói là nó đi tê rẹt đâu rồi. Chịu hết nổi vậy. Tại sao mày ở nhà mà cái gì mày cũng không biết hết trơn vậy Đen? Thì tao đâu có biết đâu, tao đi chợ mà, mày đợi tao chút đi. Trời ơi là trời, tao biết mày đi chợ rồi. Nhưng mà tía ở đâu, ít nhất mày cũng phải biết nhà tía ở đâu chứ. Trời ơi trời, nhà cửa gì mà nó không biết gì trơn trời. Bởi vì người ta nói là lấy vợ về để mà cho phụng dưỡng cha già. Còn này lấy vợ về, trời ơi cha tôi hầu nó không à. Bởi tôi khổ quá trời ơi, Đen ơi là Đen. Mày đi chợ lẹ lẹ đi, khách tới rồi người ta không biết, người ta nói chuyện với người ta sao nữa Đen ơi. Mày đợi tao chút đi, đậu tao tìm cái quần đó mày. Trời ơi, cái quần mày để đâu? Thì cái quần tao để đâu, từ từ tao tìm. Mày vô duyên quá. Trời ơi trời, thấy không? Bà con cô bác thấy không? Thấy không, vợ tụi nó tại không? Có cái quần không mà nó... Mở nhà đây, tao đi chợ. Tao mới có vô thay đồ, cái mày là mày làm cái gì mà dữ à? Mở nhà đi. Đứng lại. Cái gì? Cái gì vậy? Cái quần chứ cái gì mày, sao mày ngu dữ mày? Tao không hỏi cái quần, tao hỏi cái gì? Ê, mày đừng có hỏi tao cái này cái gì không mày, tao không có nói đâu. Trời ơi, bà ơi, tôi không hỏi cái đó, tôi hỏi bà cái gì mà nguyên một bệt trắng trong quần bà kìa. Cái quần nó bị rách. Hồi sáng tao đi qua cái mương, tao phóng qua cái ruộng kia luôn, xong nó bị tẹt nhiêu đây nè mày. Sao tẹt nhiêu đây bà nguyên một miếng giá bự vậy? Mày ngu quá, mày thấy miếng giá này nó to không? Thì nó to, bây giờ tao phải xé cái miếng nó ra bự bằng cái miếng này, tao đắp nó vô đó mày. Thấy tao khôn chưa? Trời ơi, con vợ tôi quá xá trời khôn rồi. Nó rách cái quần có bao nhiêu đây à? Miếng giá bự như vậy, nó xé cái quần nó ra bự bằng miếng giá nó mới giá được. Ô quá trời, ô quá khôn. Mày đừng có chơi tao nữa. Đen ơi Đen, nhưng mà tại sao cái quần đen mà mày giá mà màu trắng là sao vậy Đen? Đậu, mày ngu quá đi. Mày đưa cái tay đi, mày rò vô đây nè. Mày thấy cái này là cái gì không? Cái gì? Miếng giặt, miếng giấy đó mày. Tao lấy cơm nguội tao dán vô đó mày. Mày thấy tao khôn chưa? Sáng kiến chưa? Quá trời ơi, con vợ tôi nó quá thông minh rồi trời ơi. Nó giá quần bằng cơm nguội trời ơi. Quá trời, sáng kiến quá lớn rồi. Thôi đi vô, không có đi chợ đi búa gì hết trơn. Bà mà bận cái quần này bà ra ngoài rồi chợ hả, tôi quỳ xuống tôi lại từng người luôn. Đi vô. Đậu. Vô trong mày bắt ganh... nước, nhúng con vịt, nhổ lông. Đại khách. Mày ganh với tao ở đậu, mày ngu nữa rồi. Phải nói là bắt vịt nhúng nước cho ai lấy nước nhúng con vịt mày. Mày ganh với tao phải không? Mày ngu quá à. Mày thấy tao không nói rồi mày làm tới cái mặt của mày cũng ngu chứ đâu phải mày vừa gì tao đâu. Mày đừng có ỷ mày, mày lớn hơn tao, mày làm chồng tao mày ăn hiếp. Tao không có dễ mày ăn hiếp đâu mày. Bực bội à. Có cái quần không mà nó cũng nốt nữa à. Vợ tôi nó quá trời thông minh rồi. Tôi nói Đen, mày làm gì á Đen? Thằng Đậu nó kêu con mừng con vịt cho nó nhậu. Mày ra đây, mày ra đây với tao. Ra đây, ra đây. Đậu, tía. Mày biểu con vợ mày làm cái gì? Dạ làm vịt. Tại sao làm con vịt? Trời ơi tía ơi, có con vịt không mà tía la nó làm gì? Nhà mình còn vịt xiêm mà. Con vịt xiêm nào? Con vịt xiêm bự thiệt bự không để làm sao đó. Con vịt ấy cô đã đem, cô ấy đã đem đi đổi thành hai con vịt con rồi. Hả? Con vịt xiêm của tôi mới nó đổi thành hai con vịt con. Trời ơi, đồ ngu. Hai đứa mày ngu mới là đó. Xin lỗi. Tao ra mày, mày với tía tới đây tao giải thích cho nghe nè. Xin lỗi tía, xin lỗi tía, để em dạy vợ lại. Tía tới đây con nói cho nghe nè. Nè, phải nhà mình có một con vịt đúng không? Thì mình đem ra mình đổi thành hai con vịt xiêm. Mà hai con vịt xiêm là mình lời được một con. Đúng không? Thì hai con này là hai con vịt mái. Thì hai con vịt mái nó sẽ đẻ ra 200 quả trứng. Và 200 quả trứng nó sẽ ấp ra 200 con vịt. Có phải mình lời không? Thế, thế, mình thế bà không? Có biết bao lâu nó mới đẻ được 200 quả trứng không? Mày nghe chưa? Mày lãnh mấy cái vụ án này đi, tao quải quá rồi. Trời ơi, tôi không ngờ con vợ của tôi nó quá tính giỏi rồi trời ơi. Có một con vịt mà nó tính ra thành 200 con vịt luôn. Rồi hai con vịt của tôi đâu? Chưa đâu, còn cái vụ án này tươi lắm nè. Cái tao thông minh hơn mày. Mày quá thông minh rồi, hôm nay tao mới phát hiện được á, mày quá thông minh rồi. Thì tốt, mày đừng có chửi đâu nữa đi. Để tía nói. Ủa con gì vậy tía? Con vịt. Hả? Con vịt sao cái đầu nó trụ lũi vậy?
cái vàng long đầu cô ấy đã tiễn đi rồi. Mày trời coi ơi. Đây Đen, sao mày nhổ hết long đầu nó vậy Đen? Thì mày kêu tao làm dịch cho mày nhậu mà. Nè mày, tía lại đây, kể cho nghe là vui thế lắm vậy? Luôn á, tía thấy không? Thấy ai có bà dịch đi không? Bà vui dễ sợ luôn á. Nè, tao nè, trời ơi, bà vô duyên, bà không có một cái thứ mà dùng vậy. Xong rồi, con nhỏ là con nhỏ một cái bực, cái bà kêu chip 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 chip. Xong con nhỏ thêm cái bực nữa, cái bà kêu chip chip chip. Trời ơi, coi như là bà không biết mắc cỡ là gì á. Ây da, sao tía nhổ cái đầu của con? Tao nhổ mày, mày kêu không? Mày nhổ người ta gà vịt á là người ta phải bắt nước sôi cắt cổ rồi mới nhúng vô mới nhổ lông. Hả à, mày nhổ vậy ai không kêu? Tí không nói sao con biết? Đen ơi Đen, hai con vịt này mày làm gì ăn Đen? Thì một con tao nấu cà ri cho mày ăn, còn một con thì tao nấu cháo xong lấy tao làm gỏi cho mày nhậu. Trời ơi trời, hai con vịt chứ chút xíu giờ nó làm hai món nó đãi khách. Trời ơi tao quyền số tao lại mày luôn á. Tao lại vô luôn, tao lại hai vợ chồng mày luôn. Mày vô phóng sanh giùm tía đi con. Trời ơi cái nhà này bực bội, thằng con thì kêu đi mừng đi vô nấu cơm đi cho nó nhậu, còn thằng cha thì kêu đi nấu cơm à. Cái nhà này lưu cho bưu á, làm như tôi là ba đầu sáu tay vậy đó. Bực bội ghê vậy đó, cái nhà này bực lắm rồi. Chúc mừng con, con đã chọn vợ thật là chính xác. Bà nội cha mày, mày chọn vợ mày hành tới tao luôn ha. Tao có làm gì đâu, nó có chửi tao ngu hoài vậy mày. Trời ơi là trời, sao tôi khổ quá nè trời ơi. Khổ cái gì, mày khổ không bằng tao đâu. Mày khổ có một mình con vợ mày thôi, tao khổ luôn cả mày nữa. Ủa sao gì có con trong nó nữa tía? Tao nói cho mày nghe nha, chứ đâu phải là mày không biết à. Còn Đèn nó vô mù thờ, một hai mày đòi cưới nó về đây, giờ lại sanh tâm chê chán vợ nhà. À hay mấy lâu nay mày là sanh tật, mày đặt bướm mông quẹt thoi bưởi bầu, nên hôm nay mày mới ruột rẫy vợ mày. Nếu như vậy không được à, nghe không con? Tía ơi, tại sao tía lại nghĩ như vậy? Con là con trai của tía kia mà, tía biết con á vốn tính thiệt thà, không hề có chuyện mèo mở lung tung. Con nói đây á là con chịu không nổi á, khi bước ra hàng xóm họ sầm xì, họ chế cười con vợ của con, làm cho con đây xấu hổ vô cùng. Trời ơi là trời, cái câu tệ hơn vợ ông cậu à. Bà con thương nên mới nói đùa, tao thấy nó bổn tính cũng thiệt thà, chứ nào phải người ta có ác ý gì đâu nè. Tía, tía hôm nay á con định thưa với tía một chuyện á. Chuyện gì? Là con định cầm dài ba thốc ruộng, theo bạn bè con lên thành phố, để tìm đường mà lo chuyện làm ăn. Đất ruộng xưa nay là gốc của ông bà, còn mày thì chân đất quanh năm. Tía, hai bàn tay còn đọc mấy lớp phèn, lên trên Sài Gòn đâu có dễ mừng ăn. Tía, tía từ đó giờ con nghe lời tía không à. Lần này tía nghe lời con lần đi, con hứa tía con không có làm gì cho tía xấu hổ đâu tía. Mày lên Sài Gòn mày làm cái giống gì hết trơn? Dạ thưa tía, con làm giám đốc. Thăng 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 thăng. Trời ơi bão táp mưa xa, mày học được nhiêu mày đòi lên Sài Gòn mày làm giám đốc? À, tại tía không biết, tía yên tâm đi, con có một bạn nó giàu lắm, nó làm chủ nhà hàng lớn thiệt lớn ở trên Sài Gòn á. Nó nói với con á, chỉ cần bỏ chút xíu vốn thôi, nó sẽ cân nhắc con lên làm giám đốc. Wow. Mà lúc đó con làm giám đốc rồi, nó nói con có quyền hành trong tay, muốn cho ai làm, muốn cho ai nghỉ nghỉ à tía ơi. Đầu óc của con còn nằm trong cái ụ rơm á, không có ai lót ổ cho mày đẻ đâu. Tía, không có dễ đâu con. Tía, tía, tía thương con. Nhưng mà tao hỏi nè, mày đi lên trên thành phố rồi á, rồi vợ mày mày vẫn đi luôn phải không? Dạ. Không có đâu. Vợ con trời ơi, nó nổi tiếng ở dưới làng xóm mình quá trời, lên Sài Gòn đó chắc con quyện lại luôn. Tí rồi tí, con định kỳ này con lên Sài Gòn á, con làm gì á, con đổi tên, con không lấy tên Đậu nữa, con lấy tên là... Tên gì? Thôi nha, cái tên Đậu là tên cha mẹ mày đặt cho mày, chưa ra khỏi bờ tre mà mất gốc rồi hả mày? Dạ, dạ thưa bác.
Dạ, tên tên Nguyễn Văn Đậu vẫn giữ, nhưng mà mình tìm một cái tên Mỹ mình ghép ghép vô cho nó hoài vậy bác. Tên Việt Nam giữ không bạn? Dạ bác. Xin lỗi cậu. Tía, cậu tía, là tía. Ai đây? Dạ con giới thiệu cho tía. Anh này là anh Sáng, họ Cu, tên là Cu Sáng. À, Cu Sáng con ông Cu Chiều đây hả? Con nhỏ nhỏ thôi bác. Cái gì đâu mày Cu Sáng, kêu Cu Sáng gì nhỏ mày. Con đi thành phố con đổi tên rồi, đừng có kêu Cu nữa. Đổi tên gì? Kevin Sáng. Hả? Kevin Sáng. Trời ơi, tao tưởng mày đổi có cái gì khác lạ chứ có gì đâu lạ. Hả? Từ con Cu nó đổi qua con gà thôi. Con nào không có lông. Ủa? Trời ơi, bác không nói vậy không à? Tía, sao mà tía nói người ta gà? Thì bình thường nó tên là Cu Sáng, bây giờ nó đổi cái thằng kê gì sáng á, kê phải con gà không mày? Rồi mày rủ đậu tao lên Sài Gòn là làm gì vậy Trịnh? Dạ thưa bác, đất nước của mình bây giờ là tiến bộ rất là dữ dội. Người dân không còn lo ăn no mặc ấm, mà người dân á phải là mặc đẹp ăn ngon. Còn xài tiền thì hàng trăm hàng triệu. Cơm nhà đậm bạc ca canh không làm họ thấy vui. Dạ thưa bác, người ta muốn sang nên kéo ra nhà hàng ăn nhậu. Hội họp lễ lộc liên quan họ đều kéo đến nhà hàng sang. Tía tía, cho nên con đã tính rồi, mình làm ngành ăn uống vui chơi. Dạ đúng rồi bác. Là đúng thời điểm bây giờ, mình hốt bạc khỏe rè. Tía tía, mấy công đất quanh năm, lúa thu chỉ dài 30 gia, thì có thâm tháp vào đâu với lời nhuận trên kia. Bây nói làm sao? Dạ. Bây nói làm sao? Dạ. Dạ, con nói ở trên kia lợi hô lợi nhuận dữ lắm hả? Dạ, lợi nhuận mở nhà hàng rồi dữ lắm bác. Dạ, mặt dạ. Đẹp ăn ngon hả con? Dạ, đúng rồi bác. Ôi, mặt đẹp ăn ngon gì con ơi? Ăn chắc mặt bền là hay nhất. Dạ, con đồng ý với bác, ăn chắc mặt bền là đúng rồi. Nhưng mà mình làm như vậy là người ta nói mình tục hậu. Nói hai lúa. Tiêu hai lúa. Hai lúa. Hai lúa đó bác. Cậu nói câu này cậu mới là người tụt hậu à. Dạ tụt hậu sao ạ? Lúa Việt Nam mình giờ xuất khẩu đi khắp nơi trên thế giới. Người ở nước ngoài người ta còn ăn lúa ăn gạo Việt Nam kìa. Ở đó mà mày chê. Tao hãnh diện tao là hai lúa rồi mày. Tí 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 con biết rồi nhưng mà tí ơi. Dạ. Với lại con bây giờ con xấu hổ với làng xóm với bà con quá rồi. Con muốn ra đời làm ăn để thử thời vận sao. Tí thương con tí cho con đi một lần đi tía. Tía không có cổ hủ. Mày muốn ra đời học hỏi á. Tao không có cấm cản. Dạ. Nhưng mà có cái tư tưởng mà giọng ngoại như vậy là tao không có ưa, mày có nghe không? Dạ, thưa bác, con thấy đây là cơ hội ngàn năm của anh Đậu. Nếu mà bác không đồng ý thì thôi. Ha, cái chức giám đốc tao hứa là không được nha. Dạ. À. Dạ thưa bác, con xin phép bác con về. Tí tí ta về rồi, tí tí. Anh Sáng, Sáng, Sáng. Điều ơi. Con Điều. Dạ. Sẵn tới giờ cơm rồi. Ở đây ăn với bác bữa cơm. Ăn cơm hả bác? Rồi chuyện thằng Đậu tao tính. Ở ăn cơm đi. Dạ ăn cơm ở nhà có ớt không? Chị hả? Con ăn có cơm ớt mới được. Có ớt mẹ ăn cơm mới dạ, được. Dạ có ớt ở đây ớt rồi. Đen ơi Đen ớt. Dọn cơm à khách tới rồi Đen ơi. Đen ơi dạ, Đen. Đen từ 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 đây nè. Bữa nay tao thấy mày buồn nên tao làm cái món này cho mày ăn cho nó lạ đó mày. Chị đã à, chị Đen. Khỏe ha. Khỏe. Ừ. Mới tới hả? Dạ mới tới. Nấu gì vậy con? Bữa nay con nấu súp. Nó nấu sao ốp gì nữa? Sao ốp súp? À, mày đó, mày coi đó, con vợ mày đâu có tệ đâu. Mày cứ nghe người ta chê chê con vợ mày rồi mày cứ vậy hoài. Đây nè, nó còn biết chế biến món ăn nè. Ngày xưa vợ hả tao với mày toàn ăn rau không chứ có bao giờ mà được chén súp vậy đâu. Dạ. Con nấu gì trong này con? Khoai tây, cà rốt, củ dền. Ngon không? Khoai tây, cà rốt, củ dền. Ủa? Mà sao tía không thấy con đi chợ mà giò heo đâu con hầm đấy? Con đâu có đi chợ đâu. Con đâu có mua giò heo đâu. Chứ mày hầm với gì đây? Bằng gì? Cá xạ. À! Nó xuống bằng cá xạ hả trời? Sao không được mày? Hồi chiều tao nói cho mày nghe, hồi chiều á tao đi qua nhà con Đẹp, tao thấy nó phơi một đống cá sặc ở ngoài đường á, nên tao mới xin nó một con. Là tại vì á tao thấy hôm nay thằng Đậu nó buồn, tí tao cũng buồn nữa, tao tính xin một con về tao nướng cho hai cha con nó nhậu. Nhưng mà thôi tao suy nghĩ lại rồi, tao sáng kiến ra, tao mới làm cho một món lạ nên tao mới nấu súp với mày. Thấy tao sáng kiến không? Dạ thưa bác, con xin phép bác con về. Trời ơi, tôi nói cậu nghe nè. Vậy ăn cái món lạ này con ăn không được thì thôi con ăn cơm với bác.
Giang, ở lại ăn cơm không dạ, với tao. Không ăn thôi mày. Dạ. Con đi vô bưng nồi cơm ra đi con. Ừ, không ăn thôi nhỉ. Bưng nồi cơm ra đi, kệ nó. Ấy, chết cha rồi tí ơi. Hả, có chuyện nữa rồi. Vụ gì? Con quên nấu cơm rồi. Phương trời lòng sầu rây rứt thương nhớ khôn nguôi, ngày xưa trong mái tranh nghèo đồng trên ruộng dưới chung lòng, sao bây giờ lẻ bóng ông thân. Tía cũng lo chứ nhưng mà con yên tâm đi, thằng Đậu nó khôn lắm, đừng có lo. Tía nghĩ là nó cũng về vợ. Con muốn xin cho tía một việc. Chuyện gì? Con muốn lên Sài Gòn con tìm Đậu. Không được. Cái gì chứ, cái này là tía không có đồng ý. Con khờ quá, con đi ra ngoài đường rồi, xa lạ rồi, đường cho không, con không quen biết ai rồi. Thôi con có chuyện gì tía chết à. Tía yên tâm đi, ở nhà thì là con khờ khạo vậy, chứ mà ra đường con khôn lanh lắm á tía. Tía đừng có lo, tía cho con đi đi. Sao rồi con nhớ tía. Thôi được rồi, bây giờ con vô con ngủ đi ha. Rồi cái chừng nào mà hai ngày nữa thôi, nếu hai ngày nữa mà không có tin tức gì của ông Đậu á, tía cho mày đi Sài Gòn. Con ba ôm tía ơi. Đừng ôm, đừng ôm. Cha chồng với con dâu người ta dị nghị. Vô ngủ đi con. Giỏi à, ngủ em. Trời đất ơi, đồ báo cô, đồ ăn hại, đồ cô hồn cát đảng, làm có nhiêu chuyện đây mà cũng không xong nữa. Trời đất ơi, nó khiến chết với tôi mà. Alo gì mày? Hả? Tao nói cho mày biết nghe, mày thị thiền cho con vợ mày giật nợ tao phải không? Bà nội mày nè. Trời ơi, tao báo cho biết nghe, đừng coi thường tao nghe. Tao ăn tươi nuốt sống, tao không có chừa miếng xương nào đâu nghe mày. Má mày chứ ai? Ủa? Anh Tư. Dạ em xin lỗi anh Tư, em lộn số. Dạ em rầy mấy đứa nhỏ. Dạ ngon. Có, mới tin luôn à. Bữa nào anh Tư tới hen. Dạ rồi em tạ lỗi với anh Tư, em xin lỗi em lộn mà. Dạ tới nghe anh Tư. Bà mẹ nó, sáng gặp cái giống gì đâu mà xui dữ vậy trời. Điện thoại cũng lộn số nữa. Còn cái thằng quỷ này nữa, kêu nó đi lấy tiền góp đó mà giờ phút này chưa thấy mặt mũi gì nó đâu hết trơn á. Năm rô à. Năm rô. Về cho năm rô. Trời đất ơi, nó chết ở đâu rồi? Cái thứ gì đâu nuôi nó ăn cho uổng thay, cho mập thay, cho là đồ cái thứ năm rô. Sùm, người ta là người là làm ăn có quy tính. Kêu một tí thôi là có mặt rồi. Kêu cái gì mà giống như là mắt hùng bố vậy? Giờ sửa lưng tôi được chứ. Tao sai mày đi lấy tiền của tao giờ có chưa nữa đây? Có việc làm không xong nữa, chết mẹ cho rồi. Đưa tay ra. 100
200. Đưa đây ông nội, ông đếm cho tới sáng nè. Tổng cộng là 1 triệu. 1,5 triệu đúng không? 1,5 triệu. Mày làm gì mày nói chuyện tao mày ngó ở đâu ạ? À? Hả? Sao không ngó ngay mặt tao? Giờ muốn ngó ngay mặt phải không? Trời đất quỷ thần ơi, mày làm gì vậy? Mặt mày sao hả? Sao gì? Tối ngày lo ba cái vụ tiền không nhớ gì hết trơn à. Vụ gì? Hôm qua biểu con đi thâu đi góp à. Rồi sao? Rồi thâu không đủ à, bị má phan nguyên cái cây à, rồi dính vô cái cọng gân ở đây nè, bây giờ nó dẹo vô luôn rồi, ăn ở thất đức quá à. Trời đất ơi, nó rủa tôi. Trời đất ơi nè, cho tiền nó ăn cho mập thay nè, đưa đóng tiền cho nó thật tạ nè, mà pha cái cây có chút xíu vậy à mà nó quẹo không cổ. Ủa bà, cái cây nhỏ quá, cái cây đó mà phan con trâu nó còn chết, đừng nói chuyện con người ta. Thôi mày, không có lý sự mày. Nè tao nói mày biết, mày nói với con Thấm á là nếu tháng sau mà nó góp, trời ơi, nó góp không đủ cho tao á, tao đào một cốt mã ông bà ông giải nó, tao quăng xuống sông. Vô duyên. Trời nói ơi. Chuyện với con cái đưa nguyên cái tấm thớt me vô mặt à. Trời không có lịch sự gì hết trơn. Trời đất ơi, cái thằng quỷ này nè, mày khiến chết hả? Bữa nay mày ăn cái giống gì mày hổn vậy? Chứ tao nói chuyện tao đối diện với mày một hồi vậy. Rồi cái trời ơi, tao giật đi. Chẳng thà đuổi đi, làm như thích đứng đây lắm. Trời ơi, thiệt tình. Con làm gì ngồi đây? Gỡ bài cái quán có khách không má ơi? Khỏi gỡ con ơi. Nhìn mặt tụi bay là ế sẵn rồi, khỏi cần gỡ. Má nói sao quá. Trời. Dạ con lại hai má. Má làm ơn bỏ bài xuống đi, sửa soạn giùm con đi, ngồi đó ngáp dài ngáp vắng. Trời ơi. Thôi nè. Thôi con khỏi tô ha. Con để mặt y nguyên vậy đó, người ta còn nhìn tới. Mày tô vô giống như vách tường, mày vẽ coi kìa. Hai cái chân mày như hai cọng chỉ vậy, không có con ma nào nó dòm tới mày đâu. Trời ơi, tôi mệt quá, ba nhắc ghế ngồi coi. Quá. Trời ơi, chèm. Chèm. Trời ơi. Chèm. Chèm ông nội mày, chèm nhẹp rồi đấy nè. Ờ. Ơi. Thằng nào, con nào ăn để kìa nè. Hả? Thằng này. Trời ơi, chắc tôi giết chết quá trời ơi, coi ăn uống nè. Mới ăn được có một muối mà, nó bèo nhèo vậy là lấy gì mà ăn nữa. Trời ơi, có giống quỷ không trời ơi, cái nhà này cái gì đâu mà thiệt tình nha. Con ba này nữa, giờ này không chịu đi sửa sạn đi, ngồi đó vỗ móng tay. Trời ơi, khách khứa gì đâu mà sửa sạn má ơi. Mấy ngày nay lóc hết trơn, má không thấy sao? Tao đâu có đuôi đâu mà tao không thấy. Làm ăn buôn bán thì có khi vậy khi khác chứ con. Ủa rồi con Lily ra tao không thấy mặt mũi gì nó hết trơn trời ạ. À? Đang ở trong phòng á, đấm bóp massage cho giám đốc Tommy. Gì? Massage cho thằng Tommy? Trời ơi, má này kỳ quá hả? Người ta là giám đốc Tommy mà má cứ kêu Tommy hoài hả? Trời ơi, Tommy gì thằng quỷ đó mà Tommy. Nó đó hả? Là cái thằng ngu si, chân dính phèn mà lại làm tàn. Không có tiền thử coi, tao tống cổ ra đường như chơi đó con. Cho nó làm giám đốc nó quái cái giám tiền hai con mắt đó. Ăn nhậu tối ngày coi chứ có được gì cho tao. Sao hồi mới vô má xa chiều ca ngợi hết lời. Nào tuổi trẻ tài cao, nào làm ruộng mặt mày bánh bao. Mới dài 3 tháng mà má đã nặng lời mắng nhiếc. Không hiểu nổi là má nói thiệt hay là nói chơi. Má nói giỡn. Má mày mà nói chơi hả mày? Nó đâu phải là thằng giám đốc đầu tiên đâu con. Mà má cũng kỳ nữa. Mấy cái thằng kia trước vô hùng làm ăn với má đó, có nhiều vốn liếng đâu mà má cũng biểu con câu nó nữa. Trời đất ơi, tiền mà má không có bỏ rơi rớt bao giờ. Vậy chứ sao có nhiều thằng ngon hơn. Má không cho con vô đi mà má để cho con Lily nó vô. Nó có gì hơn con chứ. Trời, hoa hậu quán này mà không ngon. Đó, bởi vậy má nói vậy mà nó lên mặt là phải rồi. Con thấy là từ ngày nó cặp với cha sáng giờ nó chảnh dữ lắm á. Mà chưa kể ha, là má đưa nó vô cái cha giám đốc này, nó tưởng nó sắp làm bà giám đốc cho nên nó nó sao mày? Tới rồi. Chờ mày kêu nó người ta tới rồi ha. Ừ, tao chảnh vậy đó. Rồi mày làm gì tao? Con nói xấu á
thì nói xấu trước mặt tao nè, đừng có nói sau lưng. Ừ, tao nói xấu mày đó, rồi mày làm gì tao? Ai mà không biết mày là con út móm ở Đồng Tháp, chân dính vàng, lên đây rồi được ánh sáng anh o bế, anh tuốt lại, rồi mày đặt chảnh. Đỡ hơn mày, mày chỉ là một con nhỏ mài mặt dĩa hè bán chè mè phủ. Trời ơi, có đáng gì đâu, cá mè một lứa mà cũng bày đặt. Ê, cái con kia, mày, mày có tin là tao tán vô mặt mày không? Quất nó. Ngọc tao nè, tán đi. Mày, quất nó. Tao nói mày biết trước, mày tán tao một cái là tao tán mày hai cái. Mày, tụi bay có tin là tao tán vô mặt hai đứa bay không? Quất nó. Quất ông nội mày. Má, má xử sao coi cho đẹp đi. Trời đất quỷ thần ơi, tôi ngồi sờ sờ một đống này nè mà nó tưởng tôi là cục đất hay gì á trời. Cục đất là đỡ đó, chứ để người ta tưởng là cục bà nội mày. Trong quán có mấy đứa mà tối ngày chửi nhau như là chửi chó vậy đó. Đó, con thấy sáng giờ má nói cái câu này là hay nhất. Tại vì sao chỗ này. Chỗ này, cảm ơn em. Chỗ này mình làm ăn kiếm từng đồng từng cắt. Người ta nhìn vô người ta thấy tự nhiên cái hai con chó con nó gây lộn nhau, thì ở giữa tự nhiên có nguyên con chó mẹ ngồi đó. Chó mẹ bà nội mày. Chó chết mẹ, con má ơi. Mày đi giang chỗ khác, tao bẻ cái mặt mày quẹo ra sau lưng bây giờ à. Nghe không? Thằng quỷ không gì mà nó không quá trời quá đất vậy không biết nữa. Chia bạc đi mày nữa. Đi vô trọng sở soạn đi. Chút xíu nữa từ tới cái bệnh kìa. Ngồi đó mà cãi lộn. Anh Tư hả? Trời ơi, thôi đi má ơi. Con nói với má nhiều lần lắm rồi, con không có tiếp cha đó đâu. Trời đất ơi, con người gì đâu mà nó xấu. Trời ơi, nó xấu còn hơn tôi. Xấu hơn tôi. Mà má cứ biểu con tiếp hoài hả? Trời ơi, được khách chọn là mai phước ông nội ông ngoại để lại rồi đó con. Nhìn kìa, nguyên một đám nó ế dài họng đó ra. Ở đó bà đặt chơi đẹp chơi xấu. Tiền mày ham không? Ham sống ham. Ham mày vô. Nam. Xin lỗi. Nam. Gái kêu mình. Nam. Nhìn đâu ạ? Người ta tên gì? Trần Trọng Rô. Cái tên quá trời đẹp, kêu 5 năm không làm sao mà anh tới được. Muốn gì em phải kêu là Năm Rô. Anh sẵn sàng phục cờ vụ. Nhìn đâu ạ? Nói chuyện tôi nhìn đâu ạ? Muốn nhìn em chứ gì? Tôi có lòng lấy thằng cho tôi tắm. Khó ưa. Bởi vì quen gái chi thời bây giờ bực mình gì đâu. Trời ơi, tự nhiên bị tán cái bây giờ nó hết. Vậy dẹo cổ luôn. Vô má. Bye bye kìa. Trời ơi, quán tôi toàn khùng điên ba trợn không mà không ế sao được trời. Còn mấy bà này nữa, ở đó gỡ bài hoài. Xong vô ăn cơm rồi sửa soạn tiếp khách. Cơm đầu ăn má. Gì? Cơm đầu ăn. Giờ này mà chưa có cơm hả? Đứa nào kêu tao lụng lên đây tao biểu coi. Trời ơi, tao đang nấu với bếp mà làm gì kêu kéo dữ vậy trời. Gì bà chủ? Mày làm ăn sao mà giờ này mẹ không cho mấy đứa nhỏ nó ăn cơm? Trời ơi, ai nói bà? Tôi dọn cơm rồi mà tụi nó đi ngang nó dường cái mâm cơm bỏ đi. Đứa nào nói tao chưa cơm tao giả tét mẹ, giờ đứa nào nói đi. Thôi mày đừng có lanh quá, chắc mày nấu ngon quá đi, thành ra mà tụi nó mới chê nó ăn chứ gì. Trời ơi, con nó mà dở gì bà chủ? Nói thiệt á, nghe bà chủ đưa 100 ngàn đi chợ đúng 100 ngàn. 100 ngàn mà sao nó ăn hả? Nó không chịu ăn. Trời đất ơi, nó thấy không nói vậy rồi nghĩ là tôi thêm tôi bớt. Tức mình dễ sợ đây nè. Giấy tờ nè, đi mua nhiêu là ghi vô đây hết rồi đó. Trời, mày biết chữ hả? Đâu có biết, ghi mật mã thôi. Trời ơi, ghi cái mua cái gì là ghi vô đó mới hiểu. Trời ơi, cái gì đây? Cái gì mà cái vuông vuông mà xớ lại gì đây? Cột thịt. Cái xớ thịt đó. 10 ngàn. Gạch ngang là xớ thịt đó hả? Trời ơi, còn gì mà tôi tủa lên mà giống như kẽm ra gai vậy nè? Rau mà chưa lặt đó, nó tua tủa dữ lắm. Trời ơi, 30 ngàn. Trời, rau mà nó mua 30 ngàn, thịt nó mua có 10 ngàn bạc hả trời? Trời đất ơi, rồi gì đây?
gì mà công công giờ công công vòng vậy nè, rồi có hai cái sợi râu. Trời ơi, sao tôi mệt mà chủ ghê vậy đó, giờ mà không hiểu mà để tôi lại phải phiên dịch lại là sao? Con tép bà ơi, 10.000 tép, nó công vòng có hai cái ria đó. Ơi, 10.000 tép, 10.000 thịt, 30.000 rau là 50, còn cái này gì? Cái này cái gì mà tròn tròn có cái núm chứ giữa là cái gì? Mày mua cái gì mà tới 50.000? Cái gì? Ủa mình mua gì mà không nhớ trời. Trời ơi, bánh bao hả? Không có. Bánh bèo? Không phải. Hay mà bánh xèo có nhân? Không có. Ủa cái gì trời ơi, tức mình vậy quá. Cái gì mà tròn tròn có cái nhúm trước giữa là cái gì? Ghi mà mình không nhớ trời. Trời ơi. Cái gì? Trời ơi. Nhớ rồi. Vú dê. Trời ơi, nhờ vậy mới nhớ. Trời ơi. Ê, bà chủ ơi, bà chủ nói thèm vú dê, mua cho bà chủ ông nội bà ăn không hết là 50.000 rồi. Đó, rồi 50.000 đó, bà nghĩ đi, một cái quán này biết bao nhiêu con người mà ăn có 50.000 tiền chợ. Thôi, được rồi. Mua cho nhiều ăn cho giữ cố xác là tiền đâu mà chi. Thôi, vô trọng đi, dọn đứa nào ăn được ăn nè. Gì nữa? Tao nó chưa nói hết câu bỏ đi rồi. Gì? Bữa nay có ông Tư cũng lại đó. Ý, ông Tư ông khoái ăn bò nấu đậu lắm, nghe khách sộp của quán mình đó bà chủ. Ừ, nè. Làm ăn phải nhớ vậy đó con. Dạ. Làm bếp phải nhớ người khách nào ta thèm ăn cái gì để mua cho người ta. Dạ. Đi mua nấu đậu cho ta, bò nấu đậu. Trời ơi, con mua bò số 1 nghe nấu đã cho ông ăn. Ai biểu mày? Trời đất ơi, ai biểu mày mua đồ bò số 1? Trời ơi, ổng là khách sộp mà. Đem tiền tới cho bà chủ thì phải cho ông ăn đồ ngon chứ bà chủ. Ai miệng? Đi mua cái đồ mà nạt dụng người ta thải ra đó, với xương rồi đó dơ về hầm. Trời ơi, ổng ăn ổng nói chết. Ổng đâu có ăn. Đào mình ăn không à. Ông chỉ cần có em út là được rồi, ông vui rồi, không có ăn đâu, đi mua đi. Hiểu rồi ha. Khách sộp á, đem tiền đem vàng tới cho bà, mà bà cho ăn đồ giạt vậy đó. Hiểu rồi ha. Mày chửi hả mày con quỷ. Mấy bà, vô ăn cơm với rau kìa mấy bà. Vô về để má ăn, rau muống để con. Trời ơi. Còn cái bà kia nữa, nó tối ngày chui vô phòng giám đốc hoài vậy. Cắn câu hả con? Báo cho con biết nghe, nó sắp hết nhiệm kỳ rồi đó. Ôi, chừng nào hết thì hãy lo. Hơi sức đâu mà lo má. Mày ra đây rồi, giám đốc mày ở đâu? Ở trong phòng đó. Làm gì? Nghe nói là ổng lục lạo giấy tờ gì. Giấy tờ gì? Báo cho má nha. Chuẩn bị tâm lý đi. Nghe nói là ổng đi khai thuế đó. Hả? Làm gì? Khai thuế. Trời đất quỷ thần ơi. Thế ông trốn đi khai chi rồi lấy giống gì ăn, trời ai biểu ai sai. Thì ổng. Đốc Tommy. Trời ơi đậu ơi là dạ, bữa nay không được kêu đậu nữa. Dạ thưa anh giám đốc, trời đất ơi, thuế anh không trốn, anh khai lấy giống gì ăn anh. Đó, tía tôi dặn lên Sài Gòn phải làm ăn chân chính đàng hoàng. Nhà nước đưa giấy thuế xuống thì mình phải nộp thuế đàng hoàng. Nhà nước có tiền mình mới có quyền lợi. Bi ôm mà chân chính gì ông nội? Hả? Bà mới nói gì bi ôm? Thì bi ôm. Ủa chứ không phải nhà hàng hả? Nhà hàng chỉ là trá hình thôi, bên trong là bia ôm. Lily, em nói gì kỳ vậy? Ở đây không phải nhà hàng mà là bia ôm hả? Không được đâu, tía tôi dặn là không có được lên đây làm ăn chân bất chính. Là người, tía tôi nói mấy người vô bia ôm là mấy người bị hư hỏng. Vậy chứ không bán bia ôm mà không bán cái giống gì? Thì tôi định là kể từ hôm nay không được bán bia ôm. Thưa ông nội, vậy cháu bán cái giống gì? Nếu không bán thì phải bán cái gì đây? Anh nói thử nghe coi. Thì bán bia đàng hoàng cho người ta tối nhậu ôm ít mà làm gì? Không có gái à, ma nào nó vô, nó chuyện toàn dẫn chơi mà. Làm ăn của tao đang đà phát đạt. Nhưng mà nếu mà bán bia ôm là phạm pháp mà biết không? Rồi có ngày công an họ sẽ đến đây, họ bắt ở tù thì mình tính làm sao? Nói xui ông của nội, nói còn chuyện bậy à. Mình đã bán từ lâu, bích tai chính miệng là em xui mọi chuyện. Nhưng mà không được đâu, tôi là giám đốc, tôi có quyền, tôi không cho bán bia ôm. Ai mà cãi tôi cho nghỉ luôn. Bà cũng vậy, bà mà cãi tôi cho bà nghỉ. Trời đất ơi. Dạ thưa ông nội, con là chủ ở đây, con có quyền. Nhưng mà sáng nói tôi là giám đốc, tôi có quyền hơn. Tôi muốn cho ai làm là làm, tôi muốn cho ai nghỉ là nghỉ. Dạ.
Vậy xin mời ông vô trong, em lấy sổ sách cho anh coi coi thằng nào nghỉ nha. Đó đó, làm ăn với tôi là phải rõ ràng như vậy, phải sổ sách đâu đó vô kiểm soát đàng hoàng đi. Đừng lát nữa tôi vô tôi coi lại sổ sách. Nhà hàng là phải nhà hàng, mà là bia ôm là phải bia ôm, chứ không có nhà hàng với bia ôm mà nhập nhằng gì làm ăn không có được đó. Lily, em thấy không, em thấy anh làm ăn vậy có đàng hoàng không? Lèn èn với anh là không có được đâu em ơi. Dạ phải. Ờ. Thôi mì của em là đúng mà. Đó thấy không? Có một mình em nói anh làm việc là đàng hoàng đúng đắn thôi à. Bởi vậy em mới thương giám đốc nè. Ừ. Mỗi ngày em muốn được massage cho giám đốc nè. Giám đốc ơi. Ừ. Em massage cho giám đốc có thích không? Tính muốn chết luôn. Ở dưới quê đâu có được massage vậy. Em biết không, từ lúc mà anh lên thành phố tới giờ chỉ có mình em á là biết thương anh thôi à, lo lắng cho anh. Nhưng mà Lily ơi, anh ở dưới quê anh có vợ rồi, nhưng mà không sao đâu. Anh hứa với em, chừng nào ông Đen nó bỏ anh á, anh sẽ cưới em về làm vợ. Anh cưới em hả? Anh nói thiệt mà. Em đâu có đòi hỏi cao xa gì đâu anh. Mà em chỉ cần được chăm sóc cho anh. Được ân cần ở bên anh. Anh chịu gì đó em à. Là em vui lắm trên đời đầy hạnh phúc nào hơn. Có một người chồng giỏi giang. Phải chi mà vợ anh được như em hiền chịu à. Vừa đẹp xinh lại hiểu biết chuyện đời thì anh đâu có phải khổ sầu. Người ấy tuy hiền nhưng lại tội vô tâm, làm cho xong việc phải cực chê, khiến cho anh đây xấu hổ vô cùng, phải đi xa xứ xa nhà. Cũng vì biết anh mang tâm sự em mới hết lòng sẻ. Em biết không, từ lúc lên thành phố tới giờ có mình em là thương anh thôi à. Ngày nào cũng được em massage là anh vui anh sướng rồi. Chứ ai muốn dưới quê á, trời đất, em biết không, ở dưới quê đi tới đâu cũng bị bà con cô bác chồng sớm chê cười anh đó đó. Vậy hả? Người ta chê cười anh sao? Người ta nói anh á là có con vợ tệ hơn vợ thằng Đậu phải không? Ừ, hay quá sao. Trời ơi, không ngờ bữa nay mình nổi tiếng dữ người ta, trên Sài Gòn cũng biết mình nữa. Trời ơi, chị ơi, chị đẹp quá chị ơi, chị đẹp quá à. Chị, trời ơi, chối quá đi. Cho tôi hỏi thăm cái gì, có phải thằng Đậu nó lên nó làm giám đốc trên này không chị? Anh Đậu. Không, không có, đây không có đậu đen, đậu đỏ, đậu trắng gì hết nha. Mà chị đây là, tôi là con Đen, vợ của thằng Đậu nè. Đen, vợ của Đậu. Hey. Cái ông này vô duyên chưa? Tôi đi lên tôi tìm chồng tôi chứ đâu phải tìm ông đâu mà ông kêu tôi về. Nhưng mà tía tôi nói là đúng với nhà hàng này nè. Tía tôi nói thằng Đậu nó làm ở đây nè. Anh không có, không có, tôi nói rồi, ở đây không có đậu đen, đậu đỏ, đậu trắng gì hết trơn mà. Làm ơn về đi. Cái giọng nói này nghe quen quá vậy ta. Chị, anh đây là giám đốc của nhà hàng Tommy. Tommy. Thằng Đậu nó lên đây nó làm giám đốc nè. Nó làm ở nhà hàng này nè. Không lẽ nó... Ê, quay qua đây coi. Anh ngước cái mặt lên coi. Đưa mắt kia đây. Ê, Đậu. Tôi không phải Đậu. Trời ơi, mày đặt lên đây. Đổi tên Tô Mì nữa. Xong đeo mắt kiến tới thui à. Mày chê mày không thấy tao Đậu ơi. Không phải, tôi nói tôi không phải Đậu mà. Thôi Đậu, mày đừng có giỡn nữa mà. Mày biết không, tao với tía đó, mấy em này mộng về, tao với tía nhớ mày lắm á. Xong tía kêu tao á là lên đem cho mày khô với mắm nè. Ê, chết cha rồi. Rồi, có chuyện nữa rồi. Cái vỏ này của ai vậy ta? Cái vỏ của mình đâu ta? Thôi chết rồi, bỏ ngoài bánh xe rồi. Trời ơi, vậy mà nó không tệ là trời ơi. Đậu, thôi Đậu, đi về Đậu. Về nhà mình ăn Đậu. Đừng có ở đây Đậu, đi Đậu. Anh hứa với em là anh phải thương em. Anh hứa, anh lại đi với em à. Anh không có về em mà. Mày mua tao ra đi là Đậu ơi. Anh mà về hả, là em giận anh luôn đó. Anh biết mà, anh đâu có về, anh ở đây với em. Đậu. Gì?
mày nè. Phải, tôi làng đậu, nhưng mà không phải làng đậu quê mùa dốt nát của ngày xưa nữa, mà bây giờ tôi là giám đốc Stormy. Giám đốc Stormy. Anh, chị này là vợ của anh hả? Ai biết. Sao anh không giới thiệu về em cho chị ấy biết? Nè, tao giới thiệu cho mày biết, đây là Lily, là trợ lý giám đốc đặc biệt Stormy. Và cũng là người yêu của giám đốc chồng chị. Đậu. Hả? Không, chồng tôi không phải là giám đốc, mà chồng của tôi là thằng Đậu. Thằng Đậu nó cù cờ chân chất, chứ đâu phải là một ông giám đốc giàu sang. Sông nước mà chạy theo tiếng gọi của đô thần. Đâu chỉ còn một con đen khờ dài quê mùa, đêm nó nhớ chồng khóc hoài không ngủ, nhớ cái mùi đã nồng trên áo của người thương. Nó cứ chờ hoài nhắc chi đau lòng mà thôi, cô về đi, cô quên những ngày ta cùng có nhau ngày xưa. Ngày đêm ngóng trông
nào chấp nhận một người vợ quê mùa dốt nát như cô. Tôi biết là tôi đã phụ rải tình cô, nhưng cô hiểu cho tình tôi. Tôi không thể nào, tôi muốn thay đổi cuộc đời cơ cực. Tôi không thể nào cúi đầu nhìn xuống mãi, mà muốn nhìn lên hạnh diện với mọi người. Thử hỏi bây giờ sánh bước bên nhau, kẻ sang người hèn thì làm sao sánh bước được. Cô không thể đổi thay những gì trong tư chất, thì chuyện vợ chồng đừng nhắc nữa mà chi. Tôi không có nổi tay ở đó. Đừng nạt, tôi sợ. Tía ơi, thằng Đậu bây giờ nó không thương con nữa, nó đổi tay rồi tía ơi. Anh ơi, đến giờ massage rồi, đi vô massage đi anh. Ha, em nhắc tới vụ massage mới nhớ tự nhiên mỗi lần rồi. Vô massage. Còn gì nữa, người ta ở lại đây là biết người ta cần gì rồi. Cần gì em? Mày kêu tao ở đâu? Hả? Anh làm gì vậy? Thì em mới nói. Này nè. Là gì? Tiền. À, cần tiền vậy mà từ nãy giờ không nói. Cho nhiêu em? 50 được không? Giám đốc cho 50. Vài trăm về xe được rồi. Dì ngoài hỏi rồi, phải có vài trăm về xe chứ. Em có tiền cho anh mượn. Tiền ngày hôm qua em đưa cho anh hết đâu. Em đưa anh có... Có 1 triệu đâu. Quên, 1 triệu. Bò cho mấy em hết 500 rồi. Thì còn 500 cho đi. Nè, cầm tiền về xe đi. Nói với tía, khi nào tôi công thành danh toại tôi về. Đừng tìm tôi nữa. Đậu. Thôi, cho tiền rồi đó. Đi về đi, đừng có kiếm ảnh nữa. Anh ơi. Hả? Đi vô massage. Đi em đi. Đậu. Đi. Không có đậu đỏ đầu đen đậu. Gì hết. Tôi vô à. Thiền, tại sao là tiền? Tôi đâu có cần tiền đâu. Tôi chỉ cần thằng Đậu của tôi thôi mà. Tía ơi, thằng Đậu nó bỏ con rồi tía ơi. Đậu đã quên tôi rồi, theo sắc thay đồ đang làm việc mà ngồi đó khóc đứa nào vậy? Tao nói có nghe không? Vô thay đồ chuẩn bị tiếp khách kìa. Đồ đạc chỉ có ấy tùm lum vậy nè. Nhỏ này đứa nào vậy? Nè có nghe nói không? Vô thay đồ tiếp khách. Bà Đậu. Anh Trâm. Bà khóc hả? Bà cười hả? Tôi khóc cái cười gì? Bạn thấy không mày? Đi đâu mày? Tôi đi tìm thằng Đậu. Gặp chưa? Nó bỏ tao rồi. Bỏ mẹ rồi. Ôi, bận đồ rồi trời. Nó đỏ, áo màu vàng cam, giò phèn không rồi trời. Từ hôm nào tới giờ ở dưới quê tao là vậy chứ bộ. Tao không có khác gì đâu, tại sao nó bỏ tao? Hồi đó, Đậu là ở quê nó thích cái mùi của bà. Còn bây giờ nó lên thành phố nó thích cái mùi khác rồi bà ơi. Bây giờ nó là một giám đốc giàu sang thì mình phải nghĩ lại mình. Trời ơi, làm sao mà sung sống một gia đình á. Là người ai cũng là thích cái đẹp, đã là người sành điệu ăn chơi nên người ta đã cướp đi chồng của bà Đậu. Tôi thấy là chị không có thương ông Đậu chút nào hết trơn, nên để cái thân của mình lem luốc như con ma trời. Thôi nhà quê làm sao biết được, vậy là
làm sao tôi giành lại thằng Đậu thì tôi phải làm sao cho đúng. Anh vui lòng chị dần cho tôi, nếu mà chị nghe tôi đây sẽ sẵn sàng, tôi nói bất cứ điều gì phải nghe theo. Chị ở lại đây chỉ có vài giờ, tôi sẽ tút cho chị chút xíu là đẹp như là tiên nga. Hả? Tôi cũng đẹp giống cái con nãy á hả? Đẹp hơn luôn. Thiệt á hả? Đẹp hết sảy luôn. Vậy anh tút tôi lại đi. Tút nha. Ừ. Được nha. Ừ. Đâu đứng lên coi. Đi coi. Đi coi. Đi coi. Đi coi. Đi coi. Đứng tướng giống giang hồ quá trời. Đứng đàn bạn gái ai đứng tướng kiểu này trời. Đứng làm ừ. Nó khép nép vậy. Đâu thí dụ mà bưng cái rổ cá coi. Bưng coi. Bưng dày. Ừ. Rồi bưng rổ đậu coi. Dày. Rồi cái tướng tạm được rồi. Bây giờ vậy nha. Tôi làm đậu nè. Tôi làm đậu nha. Đậu đi làm về nè. Đi vô nè. Đậu vô nè. Mày gặp đậu mà nói sao? Nói sao? Đậu. Gì? Mày làm gì giờ này mới đi về mà không tắm nữa, tiếng quách mày bây giờ á. Nói chuyện với chồng vậy đó hả? Ừ. Chứ bà nói vậy nó bỏ bà phải rồi. Làm vợ á là phải nói nhẹ nhàng thôi nha. Bây giờ nè, tôi chỉ bà nè. Tôi nè, tôi giả bộ như bà nè ha. Đi về nè, đậu nó về cái bà nói vậy nè. Anh ơi, anh mệt không anh? Anh có khỏe không anh? Ê, lại. Mày làm gì mày ôm tao mày? Ôm mà nào ôm? Tôi thấy Vũ bây giờ nó giờ nói như vậy coi. Làm coi, làm tôi ví dụ tôi đậu đi làm về nè, tôi là đậu đi làm về nè. Đi nè. Nè, đó bà làm nói coi, nói nhỏ nhẹ đàng hoàng coi, đậu nè. Ta nhột nhạt quá mọi. Nói đi, không nói đậu nó bỏ cái chịu quá. Nói cái đó tao nhột nhạt quá, tao không muốn nói. Tao không nói là thằng đậu nó bỏ cái chịu. Đó đi về đi. Rồi mày nói đi. Tao nói. Nói nhẹ thôi. Anh ơi. Anh mời ông anh có khỏe không anh? Đi vô tắm đi. Đậu nó bể phổi. Mày, tao không nói được đâu mày ơi, tao không nói được đâu, tao không chịu đâu. Không chịu nói thằng đậu nó bỏ cái chịu. Chịu không? Vô, bây giờ vô thôi, vô đây tôi chỉ cho. Này vô tiếp rồi, vô đây ngồi nè. Vô đây. Coi vậy thì tạm ổn đi. Được không? Trời ơi mày, mày đeo nó thì không thấy tao luôn á. Thấy không thấy, thấy mày màu mày nổi gì lắm á. Có, nãy thằng đậu nó đeo vô nó không có thấy. Bây giờ bà ngồi đi chỉ cho. Rồi đó ha. Bây giờ thí dụ thằng đậu nó đi làm mệt về nè. Bà có khi nào bà lấy khăn bà lau cho nó không? Mày nó vô duyên quá. Cái mặt của nó chứ cái mặt của tao sao tao lau mày? Ừ, đâu, trời ơi chuyện này nha. Khi nào đậu nó về đó bà phải lấy khăn bà đậu. Đó. Bà lấy khăn á, bà nói: anh ơi, anh có mệt không? Em lấy khăn em lau cho anh. Đó, lau cho người ta, biết không? Làm coi làm được không? Làm đi. Làm đi. Đập cái khăn kia có bốc liền. Rồi. Gắn. Trời ơi. Đó, trời. Bà làm cái kiểu này trời. Thì tao lau cái mặt cho mày. Im. Lau lại. Bà làm cái kiểu này khách tao bỏ về hết sao? Tao làm cho thằng Đậu thôi, tao không có làm cho khách nào hết đâu mày. Khách là thằng Đậu đó bà. Ví dụ là thằng Đậu là khách tao biết không? Biết chưa? Tao mệt lắm, tao không làm đâu. Đậu làm Đậu nó bỏ. Bây giờ vậy nè, biết nhậu không? Trời ơi, cái rượu đế là số 1 luôn á. Yeah. Ở dưới quê tao nhậu mấy lít luôn, mà mấy cái thằng kia tao cho nó tao chấp hết luôn, nó chết hết luôn á mày. Bà nhậu rượu đế không hả? Ừ. Ở đây người ta đâu nhậu rượu đế đâu, tao uống bia không á. Bây nè, thí dụ như vậy nè. Tưởng tượng cái này là lon bia nha, đây là lon bia nè, lao nè ha, khui nè. Đó. Rồi. Rót vô cái ly. Rót vô cái ly, không có lấy ly rồi. Anh ơi, anh uống với em miếng cái đưa cho tao uống. Đó nha, nhớ vậy nha. Làm nhẹ nhàng vậy được không? Mày nhăm nhở quá, tao mày dạy tao toàn gì đâu, không tao không chịu đâu. Gì đâu nhăm, không làm lần đậu bỏ chịu thôi đi về đi, tôi rồi, biết rồi, tôi đi. Rồi tao làm. Làm không? Tao làm. Rồi. Làm đi vô ha, đợi chút xíu nha. Đợi chút xíu đi. Xin ơi. Cho tao cái chuối à. Gì? Ờ ăn đi nè, muốn ăn gì ăn đi đó, cho ăn đó. Xin. Nè đem này vô. Kia kiến của ai dụng đi nè. Rồi vô tút lại cho cô này. Gà mới ha anh. Tao á tên gà, tao tên đen. Trời ơi. Ở đây người ta kêu gà vịt là quen rồi, ta kêu mày là gà nha, nha. Bây giờ vô trọng đi, người ta tút lại cho người ta làm gì làm theo vậy. Nha, nhớ chuyện này chứ làm sao làm vậy. Đi. Gì hả? Đi giống cỏ à? Ờ muốn đi vậy cũng được, đi. Đi vậy cũng được nữa. Mốt đi vậy. Đi vậy á? Ờ. Ở mời tao mới đi đâu, tao bực lắm rồi, tao
tao đi một mình tới đây nè. Thằng đâu nó chịu nổi vợ này hay thiệt á ta. Từ đây quán Mai Học này sẽ có một con nai vàng ngơ ngác, nó sẽ khuấy động cả một ru rừng già. Hết gạt gẫm chồng rồi đến dụ dỗ vợ, anh không sợ ông trời trả báo anh hay sao? Em làm với anh là lấn dự là dứt lừa gạt không bằng vậy đó. Chứ còn gì nữa, nhất là lừa gạt tình cảm. Anh lừa gạt tình cảm? Mà anh lừa gạt ai vậy ta? Lừa gạt em. Anh lừa gạt em? Chứ không phải sao? Anh hứa với em, khi nào xong hết chuyện này, anh sẽ cùng em xây hạnh phúc lâu dài, cùng chung sống bên nhau. Vậy mà hết lần đó đến lần kia, anh cứ phớt lờ như không có chuyện gì. Làm ăn của mình rất là phát đạt, không lẽ anh bỏ ngang coi sao được? Nè, mình sẽ kiếm thật nhiều tiền. Em muốn ngày sau, hay là em muốn chúng ta phải chịu khổ dài dài? Tuy là em rất ham tiền, nhưng em cũng đang lòng tha thiết. Em đã yêu anh rồi, đâu còn thương ai nữa. Thật tình mà, anh yêu em nhiều lắm. Cùng cái miệng dẻo nẹo này nè, hồi đó anh xuống dưới quê em, anh hứa hẹn với em đủ điều, anh thề thốt đủ điều, em mới theo anh lên đây. Như bây giờ anh yêu em thiệt mà. Em không còn tin anh nữa. Lời nói đầu môi anh ơi chót lưỡi đầu môi, phải xa đành thôi, sao anh sang dối người ơi? Vì sao tình tôi chân thành bên anh đã lâu, vì sao anh tôi không hiểu vì sao? Dù biết tình yêu xưa nay vẫn có hợp tâm, phải đâu đành quên bao nhiêu yêu dấu thời gian. Nhìn mưa rơi ngoài hiên, nghe tình tôi lao sao trên biên. Một ngày kia anh sẽ quay về. Lily, tôi đi anh ơi, anh sẽ quay về. Hãy xô đẩy em vào vòng tay của những kẻ múa vui thừa tiền lâm bạc. Anh yêu em thiệt mà. Rồi anh thản nhiên như người xa kẻ lạ, để mặc cho người ta đài đọa kẻ yêu mình. Em không tin anh sao? Anh ngoan mặt quay lưng là một kẻ vô tình, rồi anh lại an ủi em bằng những lời đường mật, hứa hẹn đủ điều cho em lại tin anh. Sang ơi, đời con gái như kiếp phù sinh, trôi nổi bông lúa như dòng nước bạc, mà anh như dòng thác mãi cuộn trôi, đưa đẩy đời em ba ngang trái. Lily à, mỗi lần gặp em trách móc, em hờn anh như vậy, biết là anh không muốn gặp em gì hết chứ. Vậy thì tại sao anh lại hứa hẹn với em?
anh có biết là em đau khổ nhiều lắm không anh? Không biết cuộc đời này rồi sẽ đi về đâu, nhà tù hay là trường phục hồi nhân phẩm hả anh? Em làm được những gì với số duyên trời đã ban? Anh nói với em là hãy kiếm thật nhiều tiền, anh sẽ làm đám cưới với em. Vậy mà em cứ âu sầu ủ dột. Cuộc sống lừa đôi sớm chiều mình có được là do em tự quyền, chứ nào phải do anh. Có đúng vậy không? Anh nói vậy nghĩa là sao? Anh nói là do em tự quyền. Vậy thì tại sao anh cứ bắt em phải chịu chuồng hắn hoài vậy? Anh có biết là em khó chịu lắm, em không chịu đựng được nữa, anh có biết không? Biết rồi, thôi đừng có giận nữa, nó gần tiêu đời của nó rồi. Anh về quê, anh nói với ba nó bán một công đất được 100 triệu. Em một mớ, má một mớ. Dạ anh cũng một mớ chứ gì. Của chồng công vợ. Bây giờ bỏ cái chuyện này qua một bên đi ha. Bây giờ là chiều nay sẽ có một cái mối này rất là ngon. Ông là đại gia ở miền Tây lên đây, ông nói ông rất là kết em. Ông nói với anh là nếu mà ông ngủ được với em thì ông nói với anh vậy. Ông nói ông kết em, ông ngủ được với em muốn cái gì cũng được hết trơn á. Em chiều anh lần này đi, chiều xong xuôi rồi là mình làm đám cưới, có nhiều tiền với anh làm đám cưới với em. Thiệt em chưa thấy có một thằng đàn ông nào mà nó khốn nạn như anh. Kêu người yêu của mình bán thân để lấy tiền làm đám cưới. Anh ơi. Anh nè. Sao anh điểu ra mặt vậy? Phải kín đáo một chút để người ta tìm hiểu cho vui, chứ lộ quá thì nó mất hay. Lily, anh nói em nghe nè. Thôi bây giờ em không làm, thôi anh không ép. Anh đâu có tán tận lương lên bắt em làm như vậy. Em có biết là mỗi lần em làm như vậy là anh cực, anh khổ, anh buồn lắm không? Nè, anh yêu em nhiều lắm, anh thương em nhiều lắm, em biết không? Anh làm đám cưới với em nè. Anh Sáng. Gì? Anh có biết là em yêu anh nhiều lắm không? Anh cũng yêu em nhiều lắm mà. Anh hứa với em là anh không có ép em phải không anh? Anh không ép đâu, em không làm thôi, anh không ép đâu. Anh hứa là anh sẽ làm đám cưới với em phải không anh? Anh sẽ làm đám cưới với em. Anh Sáng. Lily. Ai tắt đèn tới thui vậy nè? Bật đèn lên coi ai mà tắt đèn tới thui vậy? Trời ơi gì? Hả? Sáng, Lily, hai người làm gì vậy? Mày không thấy gì sao? Mày muốn tao làm lại cho mày coi không? Trời ơi, thì ra tôi thấy rõ ràng hai người bên nhau rồi cùng nhau ôm thấm đi cả. Lily, em quả thật là một con người chắc nó đã. Anh Đậu à, em. Em nói một lòng yêu tôi, làm cho tôi đây tin tưởng. Tiền bạc vốn liếng trong ngoài tôi đều giao cho em. Tất cả còn đầy đủ, có mất mát gì đâu mà anh sợ. Tôi anh Đậu à, bây giờ tôi nói thật cho anh nghe, tôi và anh Sáng đã yêu nhau lâu rồi. Cái gì? Lily, em nói vậy là sao? Anh Đậu, tại anh ngu nên mới bị lừa. Anh có nghe Lily nói cái gì hay không? Có cần là tôi lật lại cho nghe không? Lily,
Em nói đi sự thật thế nào, sao em lại phản bội tình tôi? Lê Ly, qua nói cho anh Đậu anh nghe. Nói đi. Nói đi, không còn sợ gì nữa hết. Em nói đi, tại sao vậy? Tại sao em lại đi yêu anh Sáng? Tôi có yêu anh đâu, mà anh bảo là tôi phản bội anh. Hả? Từ trước đến giờ tôi chỉ giả bộ với anh thôi à. Hả? Tôi phải chiều chuộng anh nàng, tân bốc anh như là một người hùng. Hả? Một người giỏi giang. Nhưng mà thực chất anh ngu như là một con lừa. Con gì? Con lừa. Hả? Mày không biết con lừa hả mày? Con lừa. Thì ra hai người gạt tôi sẽ cho hai người nghỉ việc. Mày lấy cái quyền gì cho tao nghỉ việc? Quyền thì giám đốc. Quyền giám đốc? Quyền gì, nói lại tao nghe coi. Quyền giám đốc thì một. Ủa, có bà ở đây nè, bà làm chứng giùm tôi nha. Kể từ ngày hôm nay tôi cho hai người này nghỉ việc. Quyền gì? Giám đốc. Khỉ mốc. Cái gì? Con khỉ mốc. Hả? Bên đây con lừa, bên đây con khỉ mốc. Làm sao? Mày là con khỉ mốc. Làm sao mà nói gì vậy? Không hiểu hả? Coi đi con. Gì vậy? Coi đi. Qua đứa tôi có gì nguyên cuốn vậy? Tóm lược trang cuối cùng. Anh Nguyễn Văn Đậu thiếu ngân hàng 100 triệu. Hả? Gì vậy? Không hiểu luôn. Tôi thiếu. Nè, chứng từ nè, coi đi, phải chữ ký mày không? Bên này bà biểu tôi ký mà. Thì tao biểu mày ký mà, phải mày không? Giám đốc ký đúng không? Thì giám đốc mượn vay ngân hàng 100 triệu. Bây giờ giám đốc không có tiền trả thì ngân hàng xuống đây cộng đầu giám đốc ở tù thôi chứ có gì đâu. Nhưng mà tôi bán đất tôi đưa cho bạn 100 triệu ở đâu? 100 triệu vốn á hả? Thì tao ghi hết ở đây. Tiền ăn nhậu vui chơi, tiền bia, tiền bông, tiền bo lẫn tiền bạc. Cái gì vậy? Rồi cái tiền mày ăn, mày ở, cái tiền mày sắm đồ, sắm đạc cho Lily ly. Tất cả tao đều có ghi. Bây giờ là anh còn nợ chúng tôi 100 triệu đồng, anh tính sao đây? Chức giám đốc của anh coi như đã lên đường. Bây giờ anh là con nợ của chúng tôi. Tôi không biết nợ nần gì trơn á. Tôi có ký sổ. Tôi đi về với tía tôi. Năm rô. Rô. Gì vậy? Anh năm rô. Mấy người này gạt em. Anh năm rô cứu em nè. Anh năm rô. Đã dặn rồi. Đang mà mắt xa là đừng bao giờ là làm phiền mình hết. Mà sao kỳ vậy? Thôi đừng, mày nói nhiều mệt lắm. Nó đang thiếu nợ nè, nó không chịu trả nè, mày tính toán anh nó năm cho rô đâu? em tôm mì. Dạ. Áo màu xanh đọt chuối. Cà rà vát màu cam. Tao tưởng mày con cá bảy màu không? Bây giờ mày có chịu trả tiền không? Em đâu có thiếu nợ gì đâu, bị em trả anh ta năm rô. Quất đi. Hả? Ê, mày sao làm cho tao? Trời. Đỡ lên, đỡ lên. Mấy người sao quýnh tôi dữ vậy nè? Tổ cha mày. Đánh cái gì mà giống như là phủi. Bụi ông nội. Nói giùm đi. Anh Năm Rô. Đậu ơi Đậu. Có Đậu à? Có trả tiền không Đậu? Em đâu có thiếu đâu đó. Lì. Tao hỏi một lần nữa là mày có chịu trả là không? Em đâu có thiếu tiền. Lợm. Tao hỏi một lần nữa là mày có chịu trả hay là không? Dạ em đâu có. Mày. Bà nội mày. Mày đánh gì vậy? Mày phổi bụi nó hả? Gì vậy? Phổi gì? Đánh từ từ. Mày gài từ từ nó mới chịu trả. Đánh mạnh nó quỵt luôn, má chịu không? Thôi mày, dẹp mày qua bên đi. Đau không con? Giờ đau. Trả nợ không con? Giờ không. Không hả? Quất nó cho tao. Sửa đi. Trời ơi. Chết đi mày chịu. Đánh đi. Trời ơi. Tụi mày đánh cái gì mà giống như dân đầu đường xó chợ. Đánh nó chết. Mày làm cái gì mày quýnh lên vậy? Chết. Nó còn thở kìa, không có chết đâu. Lôi đầu nó vô trong, nhốt nó lại. Bỏ đói nó, chừng nào nó trả tiền mới thả nó ra. Nè. Rủi có chuyện gì là tao khai. Hai đứa tụi bay với lại má nhà tới tao. Má. Trời ơi, nó mày uống con cái thằng quỷ. Đi vô đi, hồi tôi giết tao chắc bây giờ. Má, như vậy coi như xong rồi đó. Ai nói mày xong? Bây giờ mày về mày báo với ông già nó đem tiền lên đây trả nợ cho tao. Không có tiền tao trấn nước thằng này. Không được đâu má ơi, ông già nó khó nuốt lắm. Con ở sớm con biết ổng mà.
khó chịu lắm. Khó nuốt rồi làm sao? Giờ con có một kế hoạch khác rồi. Gì? Con có con gà này rất là độc. Nó mà chịu tiếp khách thì nợ nần của thằng Đậu kể như là trả sạch hết luôn. Mình còn lời nữa. Con gà nào mà con hay dữ vậy con? Má, qua tài uống lưỡi của anh Sáng thì có con gà nào mà không chịu tiếp khách chứ? Nhưng mà con gà đó là đứa nào? Nó nè. Hả? Dở thằng Đậu. Anh Sáng ơi, anh Sáng ơi, có rồi, anh Sáng ơi, có rồi. Có cái gì mày? Có khách chứ có gì. Trời ơi, có một ông khách hắn, tưởng ông đủ con lắm. Hai cái gò má, ông chà bá lửa nhà cái tấm khớt vậy đó anh. Đặc biệt ở trên cái mỏ của ông nè, có một rùi mà bắp tay em vậy nè. Đi sợ hơi lên. Đi sợ hơi? Dạ. Giờ việc tranh gì ta? Bắp muối, bắp muối. À đúng rồi, bắp muối. Anh bắp muối được, mời vô, mời, dạ, vô. Dạ. Mời vô. Mời vô, mời vô, mời vô lẹ lên. Má ơi má, tụi bay báo với má là có khách sộp nha. Khách sộp sửa soạn lên nha. Có khách sộp, khách sộp. Anh ba. Ngồi anh ba. Ngồi anh ba. Ngồi. Sao phải chứ vậy? Mệt quá. Gì nữa đây? Dạ. Yeah. Gì anh ba? Gì á? Biến hổ xâm dung đại bổ. Anh thử miếng nha. Bậy. Tao để dành tăng 2 mày. Nè. Dạ. Yeah. Tao xin con sư tử ở nhà đi tới 12 giờ là phải về. Dạ. Mà bây giờ tao đã quất nửa chai này rồi. Mày lo lẹ lẹ làm tao 9 giờ rưỡi rồi. Anh Hương Chí à, em không lo cho anh là thuốc nó giật anh chết liền. Sợ đâu, khách sợ đâu. Má. Khách sợ. Anh ba. Anh hai. Trời ơi, lâu quá mới gặp anh hai, nhớ mới tài. Tôi thứ ba. Ủa vậy anh ba. Cái gì kỳ vậy Sáng? Dạ. Đào gì mà già dữ vậy mày? Má đào, má đào. Ủa, phải má. Em là má đào chứ không phải là dạ. Dạ. Bà chủ luôn, bà chủ luôn, bà chủ. À, má đào hả? Dạ, dạ, dạ. Vậy ba chào má. Má chào ba, mời ba ngồi. Bay đâu, bay đâu? Bia con ơi. Bia, bia. Khỏi. Có mực, má. Đem ra. Khỏi, trời đất ơi. Ba cái vụ ăn uống tính sao? Tôi chủ yếu vô đây là cái vụ... Má giới thiệu hàng. Hàng đồng. Đầu thiệu. Tiên sẽ có cô em ở miền Trung. Được đó. Chiều cao một thước bốn chân đi ra hình cung. Có cô gái quê chân đi hai hàng. Có em thứ biển nước và đèn bèn. Nếu tính người nào thì cho ra tiếp ngay. Trời ơi xấu quá đem ra làm chi. Tìm cô em khác nếu ngon thì miền Tây. Dáng cao tha thước tóc ngang lưng dài. Có ngày như ý nhưng nó hơi hồi thẹn. Chịu. Trời đất ơi, má giỡn mặt cái tôi hả? Hết chuyện mới đem toàn là hàng chiến tranh cung nỏ ra không vậy? Không phải, hàng độc mà. Anh ba vô, ba vô ngồi đi. Má lên, bông giới thiệu má. Đây. Qua đồng cổ nội má ơi. Anh bông, anh bông, bông nè, coi nè. Hàng độc không á. Trời đất ơi, nhỏ này té thùng đinh sao mặt có rổ không vậy bà? Trời ơi, nó cả đâu, cả đâu. Ừ. Trời ơi, nhỏ này sao môi cười mà răng không thấy vậy? Trời ơi, mới chồng lỡ rồi. Sao hàng gì kỳ cục quá vậy? À, em này được nè. Ủa, nhưng mà nhìn từ trên xuống dưới sao đó trơn lu thì không có chỗ nào nó nhu lên vậy bà? Nó đập vô một chiếc Attila là có giờ điện nước đầy đủ. Dung. Trời ơi đẹp nè. Ủa sao cái mặt nhìn tôi mà con mắt nó liếc bà vậy? Cái lé duyên nhưng mà nên, hàng này hàng mộc, hàng chiến bên kia lạc qua cái thấy liền. Xin đôi hả? Sao giống dữ vậy? Phải. Hình em sao bỏ vô chi vậy? Trời ơi bỏ đi chi mà. Trời ơi đâu có. Hình chiến đấu phải em để đồng. Cái này nè. Qua đồng cỏ là... nội, qua đồng cỏ nội. Được đó. Ở dưới quê em mới triển lên. Quý. Dạ. Kêu la mẹ. Trời ơi, hồi mới lên nó hôn cá thấy bà luôn vậy. Hàng độc hả? Hôn cá dữ lắm. Cái gì? Bây giờ còn hôi không? Hết rồi. Tốt.
chuyển qua mắm. Cái gì? Trời ơi, không có anh mà dạ, bay chứ đi. Đây nè, con nhỏ này em tút nó lại thơm tho lắm. Hết sảy luôn, em đi đâu? Em về quê em dụ dữ lắm mới lên được đây. Em cực khổ với con nhỏ này lắm. Nó là hàng độc đến ba. Trời ơi, em cực với nó lắm ba. Ừ, tao biết. Khổ thấy nó đi tới lên đó luôn. Tới kìa, con có chịu tiếp đâu. Đi ra đây nè. Con mới muốn chết mà. Ra mau. Tôi mới thích nè, tôi đi với cậu ở cậu. Y chang luôn. Bảo vậy đây. Đó, thấy chưa. Tôi mới thích. Đó, 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 đó. Thấy chưa anh ba. Nè, cái này thu đen lạ là dạ. Không cách mới rồi. Trời ơi, đi coi chừng té con ơi. Nó không quen, nó mới, nó không quen. Đó, đẹp không? Nhìn trên xuống dưới đẹp chưa? À, hàng tiễn à. Trời ơi, hàng này hết miếng luôn. Trời ơi. Bà đưa mặt lên kia cho bà. Thuốc đang lên gặp bà thuốc nó giả trên à. Được không? Được lên bà. Thấy thích không? Hàng đồng đó. Quá đồng có nội. Quá đồng có nội. Mới thuốc lại đó, được không? Đẹp quá đi. Được không? Nhưng mà kẹt máng xá quá, sao làm việc đi. Máng xá là gì? Má sáng. Quên, xin lỗi anh ba. Nhớ nè, tiếp đàng hoàng em thôn đậu ở tù nha. Em vô nha. Ừ. Đứng liền chi. Ngon nha. Vô đây mày. Ngon nha. Ừ. Ngon nha. Em vô, vô. Vui vẻ, vui vẻ đi. Em tên gì? Đen. Đâu có trắng tươi, đen đâu đen. Em tên gì? Đen. Chịu anh đi, anh cho tiền mua kem sức là nó trắng à, đâu có hổ phải đen. Ý anh hỏi là em tên gì? Cái thằng mắc dịch tao nói tao tên đen mày hỏi quà tao giải vô mặt bây giờ. Có cá tính. Anh thích con gái cá tính với em vậy đó. Lại đây, lại đây em, lại đây, lại đây ngồi với anh. Nhìn gì vậy? Lại đây, lại đây. Gì? Làm gì ôm tao vậy? Ôm thôi làm dữ vậy. Tự nhiên, vô duyên. Dịu dàng, dịu dàng có. Dịu, trời ơi, trời ơi. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Trời ơi, trời ơi. Anh ơi. Ơi. Anh mới tới phải không? Ờ. Anh tên gì anh? À ba. Anh có mệt không anh? Mệt. Anh cắt nước không? Lấy nước cho anh nha. Lau mặt cho anh luôn nha. Má dặn là phải lấy khăn lau mặt. Trước khi lau mặt là mình phải đắp. Xong rồi. Trời mình ơi. Lau. Xong. Cái gì anh vậy trời? Uống nước nha. Ừ. Uống bia đi. Chưa? Xong. Trời ơi. Xong rồi, hết. Làm cái gì mà tấn công dữ vậy em? Nhưng mà anh thích vậy. Uống xong rồi, bây giờ mình vô màn chánh nha em. Vô cái gì? Má dặn bao nhiêu đó là hết rồi. Hả? Đâu có được. Đâu có được. Anh bỏ tiền ra bao từ A tới Z. Hồi nãy giờ A, B, C. Bây giờ mới tới D nè. Ê, giờ ông muốn làm gì ông làm đi. Tôi hết rồi. Tự làm đi. Tự làm tới đây chi vậy bà? Nhưng mà không sao. Tự làm nó hơi cực chút nhưng mà cũng ráng. Em ơi. Ơi. Em à. Cái gì? Anh muốn nắm lấy. Cái gì mày? Tài. Em. Rồi đưa lên má. Ui bàn tay. Ủa sao chai vậy em? Từ dưới quê tao làm ruộng quanh năm. Thằng đậu á nó đâu có chê tao tiếng nào đâu mày. Ủa đậu đen đậu đỏ gì ở đây? Em ơi chỉ có cục đường này thôi. Ê bỏ ông biết tiếng con tôi hả? Tiếng tôi tên đường á, còn tôi tên đen. Ôi đường đậu đen gì cũng để nấu chè, mà anh thì khoái ngọt lắm em ơi. Giờ đây anh sẽ là nước cốt dừa, mình bắt đầu nấu chè nghe em. Cha này khùng rồi, tự nhiên cái nói chè đậu đỏ gì trong đây.
Thôi ngồi đây đây, tôi xong việc rồi tôi đi vô. Khoan thôi, khoan đi, đi đứng lại. Ông làm gì vậy? Okay. Tôi tán ông bây giờ. Không có sao, không có sao, tôi đi rồi nha. Không có sao, tôi đi rồi. Bạo lực, nhưng mà anh thích bạo lực. Tát nó đi, em tát nó đi. Thuốc anh nó đang cuồn cuộn dâng lên. Không có sao không? Em tát đi em ơi, em tát nó đi. Ông nói rồi nghe. Ông làm gì vậy? Ôi, đẹp quá. Đâu ơi, đâu, cứu tôi với đâu ơi. Đâu, 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 cứu tôi với đâu. À, đây, chạy đâu vậy? Anh à? Chạy đâu em không? Sao chừng tôi đá giật á? Em muốn đập người ở trên đập. Sao chóng mặt quá, khó thở quá vậy trời. Sáng, Sáng ơi. Dạ dạ có em anh ba. Anh ba mày ra đây. Sao tao xấu tâm mặt mũi rồi. Xong rồi anh ba. Xong rồi. Xong cái đầu mày á. Tao đá một cái muốn mất giống đây nè. Sao kỳ vậy mày? Nó đá anh. Tao đưa tiền mày đầy đủ mà. Có con quỷ này. Thôi bây giờ vậy nè. Anh ba về đi. Ba về đi. Mai tới đây em lo lên. Nó qua đồng có nổi mà anh bảo quá. Nó bỏ chạy là phải rồi. Nó nói gì? Ngày mai hả? Dạ ngày mai. Trời đất ơi, tao đi đâu có được. Với hơn nữa chiều giờ tao uống gần 2 chai thuốc rồi. Tao về nhà thuốc nó giật tao chết sao mày? Anh về anh xử quả đi. Về gặp sư tử đó thà tao để thuốc nó giật tao chết sướng hơn. Thôi bây giờ vậy nè. Em đền cho anh cô này rất là đẹp ha. Thôi mày, hồi nãy mày nói với tao cái hàng đó là độc nhất rồi, còn hàng nào hơn hàng đó? Cái hàng này là hàng độc, nhưng mà cái hàng em giới thiệu cho anh đây là hàng rất là đẹp. Hàng đẹp là hàng nào? Lily, ok. Mày đừng có gạt tao nha mày. Con nhỏ đó tao vô mấy chục lần rồi, có lần nào nó chịu tiếp tao đâu. Mấy lần đó nó không tiếp, nhưng bây giờ nó tiếp anh. Nhưng mà kỳ này là giá cao lắm á, được không? Cao bao nhiêu không sao chừng á. Cao lắm à. Còn hơn là chết. Ờ. Nhiêu đây đủ chưa? Sao có nhiêu đây vậy anh? Nè mày ơi, giá bao nhiêu đây không có được đâu. Trời ơi, con nhỏ này anh cũng biết rồi mà. Thôi để dành tao đi xe về mày. Lẹ lên đi.
Trên ơi. Chồng bất nghĩa bất ai.
tình nghĩa bao ngày. Tội nghiệp cha già vì quá tin con, ruộng đất ông bà cũng phải mang đi. Nhưng tia đầu có ngờ con của mình lại quá ngu si, bị người ta gạt cả tình lẫn tiền, còn thân mình tan nát tê tuôn. Ôi xấu hổ vô cùng, làm sao dám về lại quê xưa. Chắc là từ nay phải lìa xa cha và vợ, rồi lang thang xó chợ đầu đường. Ôi chua xót cho phận mình, bởi tội tình đã gây ra. Đề người... Đây nè, đề anh Đậu bị nhốt ở trong này nè. Bây giờ tôi mở cửa cho chị vô, nhưng mà chị thăm cho lẹ lẹ nha. Mà nhớ nói chuyện nhỏ thôi nghe không? Để không thôi người ta nghe được á là chết đó nghe chưa. Cảm ơn chị xinh nghe chị xinh. Trời ơi, cẩm xiềng cái gì mà xinh xinh hoài vậy. Bây giờ tôi mở cửa chị vô nghe không? Tôi ra ngoài tôi canh nha. Lẹ nha. Tôi ra ngoài tôi canh cửa nha. Đậu ơi Đậu. Đen. Đen ơi. Đậu. Đen, trời ơi sao mày vô đây? Tao đuổi mày về rồi sao mày còn vô đây làm chi? Mày vô đây mày chết bây giờ á. Thằng Sáng nó gạt tao, nó đưa tao vô cái phòng không gì đó. Tao sợ quá, tao đạp bóng một cái tao chạy ra đây á. Mai mà có chị Sình cứu chứ không là chết tao á Đậu. Đen ơi, vậy là Đậu đã hại Đen rồi Đen ơi. Đậu. Trời ơi, cái thằng mắt dịch mắt toi nào mà nó quánh mày dữ vậy Đậu? Mày đưa cái mắt lên. Trời ơi, mắt nó bầm hết trơn rồi nè. Mày quay lại đây tao coi. Có miệng nữa nè. Trời ơi, sưng dù như cái bánh tiêu vậy Đậu. Mày nói đi, thằng nào quýnh mày? Mày nói đi, tao quýnh chết nó luôn. Ôi đừng, tụi nó dữ lắm. Mày đã đông lại nó đâu Đậu. Tại tao ngu thì tao chịu thôi. Ai biểu, ai biểu bỏ mày kia để như là tao đánh bầm dập te tua vậy. Dạ, tao đau lắm Đen ơi. Mày đau lắm hả Đậu? Nó quýnh tao chỗ này nè. Nó đập nguyên cây gậy vô đây nè. Trời ơi, tao đau ở lòng ngực nữa. Mày đau ở đây? Sao mày đau giống tao vậy? Thằng Sáng nó đánh mày hả? Không có. Chứ sao mày đau? Tao cũng không biết nữa. Cái hồi mà mày chê tao quê mùa đó, mày đuổi tao về đó, cái tao đau chỗ này nè. Xong rồi tao thấy mày ôm con Ly Ly gì đó, tao cũng đau nhiều lắm đó mày. Điền đó. Em khờ quá Đen ơi. Hả? Mày kêu ai bằng em vậy? Tao có nghe lộn không? Thì anh thương em quá à. Bộ thương mới kêu bằng em hả? Thì em ơi em, tao cũng thương em quá à. Đâu? Tưởng lâu ngày nó đổi gì chứ. Phải. Có gì Đậu? Đậu là anh, Đen là em. Thì em phải nói là Đậu ơi, em thương anh quá Đậu ơi. Đậu là anh, còn Đen là em. Anh Đậu. Em Đen thương anh Đậu lắm anh Đậu ơi. Đen. Anh Đậu. Anh biết đời anh số phận đau buồn, tình em muôn kiếp vẫn không nhà phai. Anh chớ đau buồn mà chi, em sẽ cam chịu cùng anh bao nhiêu tang thương sầu.
sao trở lại quê nhà. Cùng nhau tay nắm ước mơ ngày xưa. Thương nhớ trong lòng từng đêm, mong ước cho mình đẹp đôi, cho hai ta mãi mãi bên nhau trọn. Từng lời nói của em như mũi xa kim châm vào tận đáy lòng của đâu. Ôi hạnh phúc đơn sơ trong tầm tay với mà tôi mãi tìm đâu xa khuất tầng chân trời. Đậu, mày đừng có nói vậy đậu. Nhìn vợ thương yêu một thằng con bất hiếu. Thôi em đừng thương tiếc làm chi nữa, em hãy về đi với cuộc sống yên bình. Không, đậu ơi, Đen không có muốn lìa xa đậu nữa. Đậu ở đây là Đen cũng ở đây luôn. Anh không muốn nhìn em chịu khổ. Tội anh làm anh sẽ chịu mình anh. Không, đâu có chịu đâu đậu ơi. Mày ở đây tao cũng ở đây luôn. Thôi, đằng nào quánh mày tao quánh nó. Trời ơi, đâu ở đây. Được đâu, về đi. Ở đây ngồi nữa, người ta bắt hai đứa luôn bây giờ. Tao đi về. Đậu, đi về. Tao mới về. Bây giờ còn chi nữa đâu, em hãy quên đi kẻ tham giàu sang. Về quê nhà tìm vui ấm êm, năm tháng qua sẽ xóa phai niềm đau. Đậu, Đậu ơi, không có Đậu Đen buồn nhiều lắm. Đen không về đâu, còn bỏ đậu nơi này. Không được, về đi mà. Tía nói chồng vợ thương nhau như bát nước đầy. Đói no cùng chịu, sướng vui cùng chia sẻ. Nay đậu khổ như vậy, Đen có vui sướng gì đâu. Biết rồi nhưng mà không được đi Đen thôi. Đậu, mình đi về với tía đi đậu. Rồi lo cài cái ruộng vườn như trước như đậu. Đậu ở đây sẽ bị người ta đánh đập. Nhìn đậu khổ đau mà Đen xót xa nhiều. Em ơi, anh bây giờ nợ nần chồng chất hai vai. Làm sao thoát khỏi hang hùng miệng. Cầu mong sao trời cao thương xót cho vợ chồng mình thoát cảnh nạn tai. Không được đâu. Không, bây tao giờ, mới gì à? Em phải về thôi, em ở đây người ta đánh em chết luôn. Em không về đâu. Hả? Xong chưa, trời ơi, đứng ngoài mũi cắn chết luôn vậy đó. Ủa, ai vậy? Chị Sinh á. Sinh. Chị Sinh cứu mình á. Chị Sinh, chị làm ơn cho chót đi. Rồi tôi mang ơn chị suốt đời, tôi muốn ở gần Đậu. Thôi, ơn nghĩa gì? Tôi giúp hai người cũng là tôi tự giải thoát cho tôi.
Tôi không muốn hai người rơi vào vết xe đổ của tôi ngày xưa nữa. Không phải chỉ có một mình tôi, mà phía sau lưng còn có một người âm thầm giúp đỡ nữa đó. Ai vậy Sinh? Bí mật. Chị muốn thoát khỏi đây không? Muốn cái chị, trời ơi. Chị có muốn vạch mặt bọn ác của tụi nó không? Muốn cái chị. Muốn. Chị phải nghe lời của tôi. Sao? Chị làm được không? Hả? Nói gì vậy? Bí mật mày không được biết. Làm. Vậy thì ta hãy theo kế hoạch mà hành động. Trời ơi, tôi già cả rồi. Lâu lâu lên thành phố rồi có lô bia bữa. Tự nhiên bà chơi ba cái nhạc hip hop giật giật thì hoài một hồi đứng chân máu chết cả đám. Chuyển qua nhạc đồng quê, quê hương đồng chân dạ, tình. Dạ, dạ, dạ. Tắt tắt con ơi, tắt tiền, chuyển nhạc quê hương. Đó. Vô, vô, tư ơi. Vô, vô. Trời ơi, tôi chịu nhạc này lắm. Gặp đá, con gặp đá. Đã, vô. Đầm đà ngày đó gọi tên. Thôi má nha. Tự nhiên là đang sung, tự nhiên nó xìu xuống vậy. Trời đã tắt ba cái nhạc kèo đò nón lá đi. Mở nhạc hip hop lên. Rồi, má mở liền. Tắt đi, hip hop lên. Trời ơi. Rồi này, go. Nhậu nhẹt quá, chơi chứ nhẹt đông gì cả. Nhạc thì đó không nghe, bực bội. Má ơi. Má nghe má. Má chơi không đẹp. Tụi con tới đây ủng hộ má mà. Má làm gì mà má tắt nhạc, buồn quá vậy. Trời ơi con ơi, thông cảm giùm má đi con ơi. Mấy anh cha già bên kia không có chịu nhạc giật. Mấy cha già không chịu nhạc giật. Nói mấy chả vô chùa tu đi. Hết xíu quách rồi vô đi chơi chi nữa. Ê, thằng chip hôi nghe. Ê mày nói ai già mày? Mày nhìn đây toàn là đáng chú đáng bác, mấy thằng này kia là sao hả mày? Chú hả? Chú cái con gì? Con ngựa già. Nói hai mình là hai con ngựa. Trời ơi hả? Ê mày nói ai ngựa già mày? Tao nói mày đó. Ra chơi là bình đẳng, thằng nào có tiền thằng đó thắng. Có tiền là thắng. Này ngon tao bước lại mày. Gì mày á? Bước lại. Để tao cho già. Trời ơi chết tôi. Biết tao là ai không? Ông kệ em chứ. Biết ba tôi là ai không? Kệ cha mày chứ. Hổn mày. Tư tôi. Này mày thấy hổn không? Lớn tuổi rồi đừng làm vậy, nít nó cười chê mình. Mình quýnh lộn rồi đó đâu. Anh nói để anh, để tôi làm gì biết liền. Giải quyết ổn thỏa rồi, nhẹ nhàng nói thôi. Mày nghe nè. Tao giờ không muốn bạo hành bạo lực gì đó nghe hết á. Đoạn qua tôi muốn nhẹ nhàng với mày thôi, tao muốn vậy thôi là. Quậy rồi sao? Nhìn tay, đừng manh động. Hàng nóng. Trời ơi, mồi thuốc. Chịch nhát, mồi thuốc mà cũng chạy. Hết hồn rồi tôi. Má, dọn cho một cái bàn sang tổng cho đem hết đào ra đây. Dạ, có liền. Lily ơi. Ê, Lily là hàng cũ rồi. Bữa nay lựa hàng độc, hàng mới mà chân dài cho tôi. Hàng độc, hàng mới, chân dài. Trời ơi, Năm rô con ơi. Cứu má con ơi, Năm rô. Trời ơi, thằng này nó chết ở đâu rồi trời ơi. Dạ, mời ba ngồi đi. Cái... Đã dặn rồi, người ta đang mát xa mặt. Mà cứ kêu hở chút kêu. Trời ơi, mát xa cái gì con ơi. Bây giờ mày kiếm hàng độc, chân dài cho má coi, trong quán mình có không? Hàng độc? Ừ. Chân dài. Ừ.
dài cỡ này được không? Cái này mày để tiếp hà mã đi thằng quỷ. Chân mày mà dài hả? Trời ơi, coi hành động chân dài có không con? Có rồi. Có rồi, đem ra liền. Nhưng mà giá phải cao nha. Đúng rồi, nhanh nhầm bán nha con. Trời ơi là... Có phải em về trong đêm nay, bước thấp bước cao ngả nghiêng trên đời này, lệch vai áo hoa vai màu son đôi môi nhạt nhòa, nghe buồn đau lên xót xa. Sao nó khóc vậy? Chắc mới quá nó nhát. Còn mới nó nhát. Dài chưa? Hàng này đúng là hàng tôi thích đó. Bữa nay má giỏi đó sẽ có thưởng nghe không? Dạ. Ai trời? Anh ba ơi. Ôi. Anh có thể cho em ngồi tiếp chuyện với anh được không hả anh ba? Được chứ em, trời ơi, cứ tới đây đi, trời ơi, má ơi, trời ơi. Được rồi, xảy ra đó. Em ơi. Em nè. Ủa, thôi em ơi, thời bây giờ là hiện đại rồi, em đâu có cần quỳ thủ lễ, đứng dậy đi. Dạ em đâu có quỳ, em đứng mà. Trời ơi, sao nó chỉnh dài? Dài hay lưng dài cũng giống nhau thôi à. Anh ơi, áo em cũng dài vậy, kệ đi, cái gì dài cũng được. Mấy anh ơi, mấy anh có thích em phục vụ mấy anh không dạ? Không. Còn anh thì sao? Không thích. Để em phục vụ anh nha. Rồi khoan em ơi, em xài cái nước hoa mùi gì mà sao hôi hành dữ vậy? Dạ đúng rồi, hành tây. Cái gì hành tây? Em mới trộn gỏi gà mà. Cái gì gỏi gà? Ba thông cảm giùm. Trời ơi bếp ơi, mày vô giùm tao. Trời ơi mày làm phiền tao quá, quán mày muốn dở quán tao hả? Nhưng mà xin ra đi. Trời ơi, cái gì vậy? Em dài em giáp. Anh ơi, em lỡ ra đây em phù vụ anh nghe. Tại vì em nghe nói là anh thích hàng độc mà lạ. Em mặc dù không đẹp nhưng mà em độc mà em lạ nè. Cái gì vậy má? Anh ơi. Sao? Thôi lỡ rồi em phù vụ anh nghe. Nhát. Ba 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 bi girl. Trời ơi, cái gì vậy? Trời ơi. Rồi. Cái gì vậy bà ơi? Nít. Ba đắp tao đây. Món ăn đã hoàn tất. Trời đất ơi, làm gì bầm bầm như mặt tôi vậy? Trời ơi, anh ơi, em làm bếp mà. Em tưởng cái mặt anh là tấm thớt. Trời ơi. Trời đất ơi. Rồi, anh bo em đi. Phục vụ thì bỏ cái gì? Anh không bo em làm phiền anh nữa nha. Nhá. Trời ơi, thôi, đi vô giùm cái đi Barbie Girl. Trời đất ơi, muốn ói à. Tiền gì vậy anh? Thì cô hồn trong đó có 100,000 thôi mày. Trời ơi, lần đầu tiên tôi mới cầm một cái số tiền mà nó lớn như vậy à. Trời ơi, tiếp viên làm dễ quá rồi, dễ kiếm tiền quá. Bà chủ, tôi nghỉ làm bếp, tôi đi làm tiếp viên. Trời ơi, thằng quỷ, hàng độc của mày đó hả, thằng quỷ? Trời ơi, cứ giếm tôi mà trời ơi. Má, má giỡn hả? Hết chuyện mới đem cái bà đấu bếp để phục vụ tôi là sao? Trời ơi. Có tin tôi quậy của quán má không? Trời ơi, đưa xuống má gạt thôi tôi lần này hết lần khác vậy. Trời ơi là trời. Chết tôi rồi trời. Đường đợi gia tôi. Chết tới nữa. Cho nó tắt nhạc bất tử mày. Đủ rồi, nhiều quá nó rồi. Dạ, xin mời đường đại gia vào à. Mời đại gia.
Dạ em. Cho bà. Trời ơi, trời ơi, mới gặp mặt cho hai kỹ rồi. Trời ơi, chết tôi rồi. Dạ dạ. Dạ đường đại gia có cần gì không ạ? À? Bà chủ à, thực sự ở đây tôi thấy ồn ào quá đó hả? Mày ơi, đứa nào mở phim tàu lớn quá vậy tụi bay, tắt đi con. Cái đó là tôi nói đó mà. Đâu có ai mở phim tàu gì đâu ạ. Dạ đại gia nói gì em nghe không hiểu à. Thông dịch đi. Đường đại gia nói ở đây ồn ào náo nhiệt quá. Dạ xin đường đại gia thông cảm, hồi đó tưởng đại ế dữ lắm, không biết bữa nay sao khách ở đâu lên quá trời luôn, thông cảm giùm. À bà chủ à, dạ. Hôm nay tôi đến đây là để vui chơi đó mà. Dạ không hiểu luôn à. À tôi muốn là ở chỗ này không còn một bóng người đó hả? Dạ đại gia nói gì em nghe không được. Thông dịch đi. Đường đại gia hỏi ở đây có bóng. Không còn ai trong quán hết. Dạ xin đường đại gia thông cảm giùm. Dạ không được à, khách đuổi không được à. Ai ra khỏi quán cho hai chị. Dạ 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 để em hỏi. Ba. Ừ. Mấy anh ơi. Ừ. Trời ơi. Con ơi giúp má. Dạ thưa đường đại gia, dạ không được à. Không được thì đi. Trời ơi, đại gia. Trời ơi, trời ơi. Tại sao vàng đổ nhiều quá hả? Tao biểu mày đem đồ lẻ lẻ thôi á mà. Lẻ lẻ mà cũng chừng này rồi đó hả? Dạ bây giờ tao không chịu về làm sao đại gia? Ê, không chịu về thì tôi mình đi. Hai cây. Về. Một nha. Cũng về. Cảm ơn đường đại gia đó mà. Em không có gì về thượng lộ bình an hả? Về dưới tính hả? Chào. À không cần bắt tay đâu, mà thấy mày đi rồi là tao biết mày đã đi rồi đó mà. Dạ đường đại gia cần gì nữa không à? Bà chủ à. Dạ. Thì ở trong quán này vẫn còn một người đó hả? Dạ nói không hiểu gì trơn. Ý là tôi nói trong kia còn cái ông nọ đó bà nội. Dạ dạ thưa đường đại gia thông cảm, tôi khách này không đuổi được à. Dạ người ta đưa tới ba chỉ luôn. Không sao, được lắm, rất hân hạnh, hân hạnh đó. Được chào ông anh á. À, có hai người thì cuộc chơi thêm thú vị hơn đó mà. Ừ. Có ai không, đưa ra tiếp ta đi. Dạ có liền các con ơi, chuẩn bị tiếp đường đại gia các con. Trời ơi bữa nay gặp khách sộp quá trời ơi. Nhanh lên! Đêm đêm người mùi hương, mùi hoa tứ nhà nàng. Hương nồng hoa tình lì ai, đậm đà ngày đó gọi tên. Nhà trang cách gương bên, sang hoa tứ cũng thường. Nhìn sáng trộm nhớ trường thầm, mơ ngày mai lứa đôi. Tắt nhạc đi. Mấy em này là qua tay của tôi hết rồi đó. Bà chủ. Dạ. Ở đây chỉ có bao nhiêu đầy đứa thôi sao? Dạ. Thiệt sự ở đây gái tệ quá đó mà. Thôi đi đi. Dạ. Ê, dạ dạ. Bà kêu con Hành Lùng ra tiếp ổng đi. Dạ thôi được đại gia thông cảm giùm đại gia, không còn được ai thôi à. Nói đúng ra đó cũng có một người ấn tượng với ta lắm đó. Dạ ai à? Mới vừa bước vào ánh mắt của nàng đã nhìn ta say đắm đó. Dạ người nào? Bà đó. Hả? Trời ơi lui, lui, lui vô hết mắt con mấy con. Vô lui 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 lui. Trời để má làm việc coi. Trời tự nhiên muốn gối quá trời. Để không chịu chịu già. Cỡ. Dạ nhưng mà con đẹp. Không đẹp nhưng mà nó độc. Tôi thì thích xài đồ cổ thôi. Nhưng mà đồ cổ là đồ cũ đó. Dạ hai anh đánh giá nhân phẩm em là đồ cũ hay đồ cổ à? Đồ cũ. Đồ cũ chọn em làm gì? Chọn bà tới ông nội tôi hả? Chọn bà về đặng cạo gió bà chia bà nội. Nói cho bà vui thôi. Em còn ai không? Ê con đen. Con này trắng nõn con đen gì? Không nó tên đen.
Nó trắng mà. Nó tên đen. Ủa vậy hả? Dạ. Ha, danh kỳ thanh bất kiến kỳ hình, giờ nhìn cái hình mới thấy nó kỳ. Nó chừng con nào ấy? Đâu rồi? À, thích con này? Dạ, nó nhát mà nó mắc lắm à. Mắc bao nhiêu? Chi hết. Chi hết? Dạ 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 dạ, có liền có liền. Ê, trời ơi, vàng nhiều quá. Chưa đâu, vàng này mới có cây cây, cái này cả chục cây nè bà nội. Dạ em kêu liền, em kêu liền. Thấy là bà hết hồn rồi. À, sáng hả con? Trời ơi, đem con đen ra tiếp khách liền con ơi. Trời ơi, cái ông này tiền quá trời luôn, vàng một đống luôn con. Cái gì? Tao mấy chục con mà tao còn quản lý được mày, có một đứa mà mày điều khiển nó không được hay sao? Cái gì? Không chịu tiếp hả? Không chịu tiếp đánh thấy mẹ nó cho tao. Tao quánh thấy mẹ bà. Quánh thấy mẹ nó đi. Dạ đó. Nghe con. Nè, mày nói với nó, nếu nó không chịu ra tiếp khách đó ha, mày còng đầu con thằng đậu cho tao. Nhanh nghe không? Ra liền đó. Ừ. Dạ, nó chịu rồi. Dạ. Tiếp khách nha. Dạ. Chị mình tiếp khách xong xuôi là nợ nần của thằng đậu sạch hết. Vợ chồng gặp nhau nha, nhớ nha. Vợ chồng đi về quê sống với nhau, tiếp khách ha. Rồi, để má. Ra con, trời ơi, con ơi, được quá, cứ chịu tiếp là được quá. Dạ, hàng tới rồi. Hàng tới. Bữa nay có đá nữa không vậy? Bữa trước thì ghê, sao bữa nay đẹp quá vậy má? Đẹp quá ha. Chịu anh đi, anh cho em 20 cây. Trời ơi. Chịu anh đi, anh sẽ cho em 20 dạ. Hả? Hai lương. Lương gì? Hai lương hột xoàn để em đánh u quan chơi được không? Trời ơi. Anh cho em cái nhà lầu 2 tầng. Anh không có nhà lầu, anh chỉ có một khu biệt thự 8 căn. Trong đó có sân tennis, sân golf hả? À, golf. Rồi hồ bơi. Sân tennis em có thể thả bò. Sân golf á, em có thể nuôi gà. Hồ bơi em có thể nuôi vịt. Kinh tế thì mình phải tính kinh tế cho nó. Anh cho em nguyên cái tàu bự thế là bự. Anh cho em 10 cái vỏ lãi. Hả? À, một cái tàu Titanic. À, một cái tàu Titanic. Tàu gì? Titanic. Titanic là gì? Nói chung là đi được trên biển là theo tàu đó bà, ý kiến quá. Dạ, dạ, đừng có nghe ổng. Anh cho em nguyên cái hãng muối của anh luôn. Nổ quá đó ông anh. Cái gì? Mình là không có thích nổ. Nói sơ sơ cho nó nghe chứ đừng có nổ nhiều nghe chưa. Tao không thích đâu à. Lúc mới bước vào, các người có nghe kêu ổng bằng cái gì không? Dạ đường đại gia. Tên tiếng Mỹ gọi là King of Sugar. Vua của các loại đường. Đường cát, đường phèn, đường thùng, đường thẻ và luôn cả đường nhựa. Chưa kể là đường băng trên toàn thế giới. Mày nổ quá. Nói ít ít thôi còn đường thốt nốt nữa. Ngu. Con ơi, tiếp con đại gia nè, tiếp đi con. Thôi qua con tiếp. Không có chịu đâu, con chỉ tiếp thằng đậu thôi. Con mới tiếp ai nữa đó. Trời ơi, mày mới chịu, mày bây giờ mày không chịu tiếp, tao đánh mày chết cha mẹ. Chết thằng cha mẹ. Bây giờ mày tiếp không? Tôi không có tiếp. Trời ơi, tôi đừng đậu, đánh đậu, 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 không đậu. Nên dùng vũ lực. Vậy chứ làm sao? Mua trái cây, ai cũng thích trái tươi mà. Tôi không thích hàng bị bầm. Không bị bầm mà vậy em nắm đầu nữa thôi. Trời ơi bây giờ mình... À, đừng đổ đổ, mình cứ tiếng đổ. Mình chưa tiếng đổ chưa? Đừng bê. Bà, trời ơi, con gian lại bà, đừng đánh vợ con mà. Con bằng lòng xin bà hãy hành hạ xa thân con. Con bằng lòng nhân lành, chớ vợ con nó hiền lành. Mà bà lại hành hạ nhẫn tâm. Không quánh nó, không quánh mày nữa. Bà ơi. Dù có chết đi, tôi cũng không nghe lời ngâm dọa của bà. Tôi không muốn làm Yeah.
này là do bởi tôi gây. Trời ơi, nó phá quán tôi mà trời. Đừng buồn nữa đâu ơi, dù phải chết hôm nay. Đen ơi, giờ làm trâu làm bò để mày trả tao biết đời kiếp nợ cho nó hết. Bây giờ mày có để cho con vợ mày nó tiếp khách không? Không, không được bà ơi. Mày thiếu nợ tao không thôi mà còng đầu mày. Bà ơi, tôi đâu có thiếu nợ bà đâu. Cái đó là tại vì bà gạt tôi mà. Gạt mày hả? Không. Ừ, tao gạt mày đó. Mày làm gì tao? Mày thiếu tao 100 triệu đó mày làm cái gì tao? Bằng chứng đâu? Bằng chứng đâu hả? Tại vì mày ngu. Tao cũng không hiểu sao ông già tía mày ông ăn cái giống gì cái thằng đó, thằng già đó đó. Ăn cái thứ gì mà đẻ ra mày ngu dữ vậy không biết hả? Tao biết à. Nó ăn cái giống gì mà đẻ mày ngu. Hả? Bà dữ quá. Gái gái. Dạ. Cưng có muốn biết ông già tía nó ăn cái giống gì mà đẻ ra nó ngu dữ vậy không? Dạ, đường đại gia nói em nghe. Anh nói ra một cái em phải tôn thờ ông già nó. Tại đẻ ra nó ngu quá mới có đường cho em gạt đó ha. Dạ, nó ăn gì vậy? Né qua đây anh nói cho cưng nghe nha. Đừng xỉu nha em. Thằng này nó tên gì? Em Đậu. Con này? Đen. Đậu đen muốn thành chè cần cái gì? Đường. Nó nè. Bà nấu cha nó, nó tôi ngồi sừng sừng ở đây mà nó dám nói cha nó ăn cái gì đẻ là con ngu. Hả? Ôi, phải đường đại gia hả? Đường đại gia cái con khỉ mày coi chân tao phèn không là mày. Cái đại gia. Tía ơi, tía cứu tụi con đi tía. Em đó tao. Trời, gian giả. Em về mày con cá nó còn sống là nó cắn mày đó. À, bây giờ cha con tụi bay vô đây để quậy quán tao phải không? Chính xác. Muốn quậy quán tao hả? Lên đây muốn lột mặt nạ của mày á. Tao làm gì lột mặt nạ tao? Lương gạt. Bằng chứng đâu? Để xa xa đó, con này nó ác lắm. Điểm qua đi. Ừ. Còn lâu chứ giật được em ơi. Trời ơi, Sáng ơi. Sáng. Gì hả? Trời ơi, chết rồi. Này nó ác lắm đó tía, thằng này nè. Trời ơi, con ơi tía. Con nó nắm trong tay rồi, nó thu hết trơn rồi. Má nói rồi con ơi. Làm riết. Vô. Mày qua mày xử nó lấy cùng băng lại cho tao. Anh em đồng hương đâu? Đó. Yeah. Trời ơi. Lấy con. Tía coi chừng nó quánh tía. Dạm. Ông già được cái máy cá xé đây. Nói cho con nghe nghe. Con lùn chứ con đâu có đuôi ha. Tao đâu có cạm. Bên này ghé qua bên này. Muốn lấy ghé qua bên này. Rảnh ghê. Đưa đây. Mày rảnh hơn. Nó ghê quá, tao sợ quá. Bây giờ tôi sẽ đưa cái máy này lên phường. Hả? Lên phường tế ông nội mày hay làm gì? Để tố giác bà đã dụ dỗ biết bao nhiêu là đứa con gái là làm ra cái đồng tiền dơ bẩn để cho ba. Bây giờ mày tính đàm phán tao phải đừng không? Sợ. Mày tưởng chỉ có một cuồng băng cassette mà kết tội tụi tao đó mày. Lại. Trời ơi nó quýnh kìa. Coi chừng cái năm. Tía coi chừng nó quýnh kìa tía. Có
dưới quê là con nể bác nha bác. Lên đây là con không nể bác tao nha. Tao quánh cho mày loại tối ra. Bác thiếu nợ tụi con. Mày luôn gạt nó. Bằng cơ đâu? Bằng cơ hả? Có bằng cơ. Con bằng đi. Có bằng cơ. Ly ly. Vậy bằng cơ này có đủ tố cáo các người không? Ly ly. Đây là đơn tố cáo. Đã có chữ ký của các chị em trong quán đồng tố cáo các người đã dụ dỗ chị em chúng tôi vào con đường mại dâm. Xin lỗi anh, tôi không thể nào sống với một con người mặc người mà giả thú. Hay quá, cộng nó lại. Mày đâu? Cộng đồng nó lại. Đưa 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 nó lên vườn. Chưa rồi bác, con còn về gặp bác nữa. Yên tâm đi, chờ mày về là tao đi rồi. Con phải tính tiếp rồi hả? Anh ơi, con giùm anh ta cho em mà. Em yên tâm, em yên tâm. Dạ. Chỉ có bắt nó thôi. Dạ. Tao cấm tụi bay. Dạ. Cấm tụi bay đánh phụ nữ dù là đánh bằng một cành hoa. Dạ. Không được đánh bằng hoa nghe không. Lấy đòn gáy quánh thấy mẹ nó đi. Trời ơi, trời ơi, chết luôn rồi. Trời ơi, trời ơi. Tía, tía ơi, con ngờ tía lên đây tía cứu được con á tía ơi. Cái thằng này nó dê con rồi tía. Cầu ơi, nó dê con, nó dùng dê, dê vợ con. Ờ, giãn tuồn chưa? Tôi không có liên quan gì cái vụ này, tôi đi về nha. Đứng lại. Không có những người như ông á thì sẽ không có những cô gái bị lừa lọc để bán vô chỗ này đâu. Đem nó lên phường. Lên phường. Ê, lên phường cũng được mà. Đừng đừng nói vợ tôi biết nghe không. Điều không báo gì, về không ai vợ nói đâu. Mình là quân tử mà. Không có ai nói đâu. Ngày mai lên báo bà tự đọc. Trời ơi, trời ơi, rồi. Trời ơi, Quang ơi, tía, tía con giả quá, tía con men quá. Cảm ơn tía, cảm ơn chị Xin, cảm ơn anh Năm Rô. Thôi, không có cần cảm ơn tụi tôi đâu. Mà có cảm ơn là cảm ơn chị Lily kìa. Toàn bộ kế hoạch này là của chị Lily đó. Ủa, Lily? Phải, tôi giúp anh chị là muốn giúp cho chị em chúng tôi thoát khỏi hoàn cảnh này. Nhưng mà trong cái vụ này, nếu không có nhờ sự diễn xuất rất là tài tình của chị Đen thì không thể nào mà thoát qua khỏi bọn chúng được. Ủa, Đen, bộ vụ này em cũng biết nữa hả? Sao không biết mày? Hồi giờ mày cứ chê tao không biết gì, bây giờ tao làm cho mày thấy đó. Thôi ơi, mày không được bỏ tao nữa nha. Tía, tía, vợ con dỗ quá vậy tía. Bây giờ mày mới biết hả? Bây giờ là không có kêu nó là tệ hơn vợ thằng Đậu nghe chưa? Phải nói là giỏi như vợ thằng Đậu. Giỏi như vợ thằng Đậu. Giỏi như vợ thằng Đậu. Rồi đến lo cha, lo cả nhà, cùng thôn xóm. Vậy mà người ta cứ trêu vợ tôi.